En cette matinée, on va voir dans un premier temps l'apport de l'IRM dans le bilan d'extension initiale locale-régionale du cancer du rectum. Au deuxième temps, on verra comment on fait la réévaluation après la radiochimiothérapie. Trực tràng thì cái phần đầu á là cái lăng đánh giá mức độ lăng trọng tại tại chỗ tại vùng, còn cái phần thứ hai á là cộng hưởng từ để theo dõi những cái trường hợp mà sau mổ rồi sau điều trị rồi. Donc, en France, l'incidence annuelle du cancer du rectum est de 15 000 patients. Ở bên Pháp thì cái số lượng hàng năm là có 15 000 cái ung thư trực tràng. Ça représente un tiers des cancers colorectaux. Và cái ung thư trực tràng như vậy thì nó chiếm khoảng 1/3 các cái ung thư đại trực tràng. La prise en charge de cette pathologie est multidisciplinaire avec autour de la table le chirurgien, bien sûr, le radiothérapeute, l'oncologue, et le radiologue est vraiment au centre parce que c'est lui qui va permettre en fait de prendre les décisions comme on va le voir. Điều trị cho bệnh nhân thì cần phải có một cái hội chẩn đa chuyên khoa, thì tất cả mọi người đều phải ngồi vào trong cái bàn hội chẩn, thì chắc chắn trong đó là có phẫu thuật viên rồi, tiếp theo nữa thì sẽ phải có bác sĩ về xạ trị, thứ hai là bác sĩ về ung bướu, thứ ba nữa là chắc chắn là phải có bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, và bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giữ một cái vai trò rất là quan trọng, tại vì với cái kết quả về hình ảnh học của mình thì sẽ giúp cho quyết định rằng là lựa chọn cái phương pháp điều trị nào. Actuellement, les techniques d'imagerie, et notamment l'IRM, sont nécessaires au choix du traitement personnalisé du cancer du rectum. Ça va permettre d'une part de poser l'indication du traitement de l'adjuvant et de guider le chirurgien. Thì các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, trong đó mình có cái siêu âm nội soi và cái cộng hưởng từ, thì đó là những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh rất là cần thiết để quyết định cái phương pháp điều trị nào thích hợp cho từng người bệnh mà bị cái ung thư trực tràng. Thì với cái hình ảnh vậy nó giúp cho mình quyết định rằng là có phải điều trị tân hỗ trợ trước phẫu thuật hay không. Thứ hai nữa là hướng dẫn cho phẫu thuật viên lựa chọn cái kỹ thuật phẫu thuật. Ce bilan va permettre une diminution du taux de récidive médicale. Và như vậy thì cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh nó góp phần làm giảm cái tỷ lệ tái phát. Les deux objectifs, donc, ça va être de guérir en évitant la récidive locorégionale tout en conservant la fonction sphinctérienne. Thì cái mục đích của cái điều trị thì có hai cái. Thứ nhất là làm sao mà trị căn bệnh và tránh tái phát tại chỗ tại vùng. Thứ hai nữa là bảo tồn răng của cơ khách. Donc, je vous propose qu'on voit quelques notions d'anatomie, de chirurgie et de cancérologie pour comprendre en fait la problématique des cliniciens. Thì tôi sẽ trình bày cho các bạn những khái niệm về giải phẫu, thứ hai là các khái niệm về phẫu thuật, và thứ ba là các khái niệm về ung thư học. Từ những cái khái niệm này thì chúng ta sẽ nghĩa là mới đủ kiến thức để giải quyết cái vấn đề của lâm sàng. Hôm thứ nói ông Khổng Tử nói l'important n'est pas de connaître les réponses mais comprendre les questions. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta biết cái câu trả lời là cái gì, mà cái vấn đề là chúng ta phải hiểu cái vấn đề đặt ra là cái gì, cái câu hỏi là hỏi cái gì. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle spécialité en fait en radiologie, il faut vraiment qu'on comprenne ce que demandent les cliniciens afin en fait d'adapter le protocole et pouvoir répondre à leurs questions. Thì cái này không chỉ riêng cái câu nói này nó không đúng chỉ riêng cho cái phần mà hình ảnh học ung thư trực tràng, mà nó đúng cho mọi cái chuyên khoa và mọi cái tình huống. Có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta cần biết là ông bác sĩ lâm sàng ông muốn cái gì, thì chúng ta sẽ có cái protocol cộng hưởng từ thích hợp. Bây giờ sẽ nói một chút về giải phẫu. Donc, tout d'abord, il faut savoir localiser la tumeur en hauteur. Đầu tiên hết là làm sao chúng ta định vị cái khối u ở đâu về mặt chiều cao. Qui va correspondre à la marge de résection longitudinale. Lý do là tại vì nó sẽ quyết định cái bờ cắt theo cái chiều trên dưới. Qui va permettre en fait de localiser la tumeur dans soit le haut rectum, le moyen rectum, le bas rectum.
Như vậy thì nhiệm vụ chúng ta là phải xác định cái vị trí của khối u ở đâu, nó nằm ở trực tràng cao hay là trực tràng giữa hay là trực tràng thấp hay ở ống hậu môn. Le clinicien, comment il fait, c'est grâce au toucher rectal, il va mesurer avec son doigt la distance entre le pôle inférieur de la tumeur et la marge anale. Thì phẫu thuật viên khi mà họ khám người bệnh thì họ làm cái thăm khám bằng cái ngón tay, cái toucher rectal. Thì như vậy thì họ sẽ ước lượng, họ phán đoán cái khoảng cách từ bờ dưới của cái khối u đến cái bờ hậu môn. Donc, si le pôle inférieur de la tumeur est inférieur à 5 cm, on sera dans le bas rectum. Nếu như mà cái bờ dưới của cái khối u mà nó cách cái bờ hậu môn mà từ 5 cm đổ lại thì mình gọi nó là trực tràng thấp. Si la distance est inférieure à 10 cm, on sera dans le moyen rectum. Nếu như mà cái khoảng cách đó là dưới 10 cm thì mình gọi là cái khối u ở trực tràng giữa. Si il est au-dessus de 10 cm, on sera dans le haut rectum. Nếu mà cái bờ dưới của khối u ở trên 10 cm, cách hơn 10 cm thì chúng ta gọi là ở cái trực tràng cao. Mais dans la vraie vie, le rectum n'est pas vertical comme ça. Vous avez le canal anal et l'axe du rectum qui n'ont pas la même direction. Thì cái hình á, mình nói trên thực tế là cái hình thẳng như thế này. Nhưng mà trên thực tế thì cái trực tràng nó đâu có thẳng như vậy. Các bạn thấy ví dụ khi mình chụp ra thì đây là cái ống hậu môn và đây là cái trực tràng. Thì cái gốc cái trực tràng này nè, nó gặp gốc so với cái ống hậu môn. Donc pour nous c'est bête de difficile. Comme c'est difficile pour nous de voir exactement où est la marge anale. Ici c'est difficile pour nous de voir exactement où est la marge anale. Đối với hình ảnh học á, thì mình ở đây nè, mình cũng phải cũng mình cũng có cái khó khăn, mình thứ đó là mình phải xác định cái bờ của hậu môn ở đâu. Ce qu'on va plutôt prendre, on va changer de repère. Cho nên như vậy thì mình phải tìm cách thay đổi cái mốc để xác định cái vị trí. On va non pas prendre la marge anale, mais l'orifice supérieur du canal anal. Ở đây thì các bạn thấy đây là cái bờ của cái hậu môn, còn đây là cái ranh giới, là cái coi như là lỗ trên của cái ống hậu môn, bờ trên của cái ống hậu môn, lỗ trên của cái ống hậu môn. Et étant donné que le canal anal fait environ 3 cm, thì mình coi như là cái ống hậu môn này là khoảng 3 cm. Cette fois-ci, nos repères par rapport à l'orifice supérieur du canal anal va être pour le bas rectum 2 cm, pour le moyen rectum entre 2 et 7 cm et le rectum au-dessus de 7 cm. Như vậy thì cái mốc mà mình tính là kể từ cái lỗ trên của cái ống hậu môn. Như vậy thì trực tràng thấp thì là 2 cm trong khoảng 2 cm từ cái lỗ trên của ống hậu môn. Còn cái trực tràng giữa là từ 2 đến 7 cm và trực tràng cao là khoảng 7 đến 12 cm. Donc grâce à ces mesures, on a défini 3 rectums. Thì như vậy dựa vào cái cách cái mốc mà mình như vậy thì mình sẽ có 3 loại. Donc c'est important de bien comprendre que chaque rectum va avoir une prise en charge et une problématique différente. Thì như vậy thì cái u mà nó ở trực tràng giữa và trực tràng thấp hoặc trực tràng cao thì nó sẽ có cái cách điều trị khác nhau. Maintenant on va s'intéresser à localiser la tumeur en profondeur. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái khối u, định vị cái khối u theo cái chiều sâu, theo cái bề dày của cái lồng ruột. Alors vous savez, il y a différentes couches hein, au niveau du tube digestif. La première, ça va être la muqueuse. Cái thành ruột nó gồm có nhiều lớp, thì cái lớp đầu tiên này là lớp niêm mạc. Puis après, vous allez avoir la sous-muqueuse. Sau đó, chúng ta sẽ có cái lớp dưới niêm. Puis après, la musculeuse. Là lớp cơ. Et la chose très importante, c'est qu'au niveau du rectum, à la différence du côlon, vous n'allez pas avoir forcément ici de séreuse à la périphérie. Một cái điều mà khác ở cái trực tràng với lại cái đại tràng, là ở cái phần trực tràng thì chúng ta không thể nào mà thấy rõ được cái lớp thanh mạc. Vous allez avoir directement la graisse ici du mésorectum. Và các bạn thấy là ở dưới đây cái lớp cơ xong rồi thì chúng ta thấy tiếp theo đó là cái mạc treo trực tràng. Cái mỡ ở của mạc treo trực tràng. En effet,
La séreuse correspond au père étoile. Trên thực tế thì cái thâm mạc đó là tương đương với phúc mạc. Et vous voyez que le rectum est un organe majoritairement sous-péritonéal. Và chúng ta cũng biết rằng trực tràng là một cái cơ quan phần lớn của nó là ở dưới phúc mạc. En fonction de la hauteur de la tumeur, elle va avoir plus ou moins avec le péritoine. Như vậy thì tùy theo cái vị trí của cái khối u là ở cái đoạn trực tràng nào mà chúng ta sẽ có cái mối tương quan với cái phúc mạc. Vous voyez ici que pour le haut rectum, c'est d'avoir une relation avec le péritoine qui va être antérieure et latérale. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta làm một cái lá cắt ngang ở cái trực tràng cao là ra cái hình này thì chúng ta thấy là cái phúc mạc thì nó ở hai bên và ở phía trước. Pour le moyen rectum ici, si on coupe le rectum ici, vous pouvez avoir une relation avec le péritoine à la partie antérieure. Nếu như mà ở đoạn trực tràng giữa thì chúng ta thấy cái phúc mạc nó chỉ ở mặt trước này thôi. Par contre, pour le bas rectum, vous voyez, il n'y a aucune relation avec le péritoine. Trong khi đó, nếu mà cái trực tràng thấp thì ở đây ta không thấy phúc mạc, không có phúc mạc. Là, ce qui est intéressant, chez un patient qui a de l'ascite, on comprend bien où est le péritoine et où est la partie sous-péritonéale. Ici, à la face antérieure, vous allez avoir le péritoine. Par contre, toute cette partie ici, on est dans un espace sous-péritonéal. Thì nếu chúng ta biết được cái vị trí của cái thương tổn, vị trí của cái lát cắt của chúng ta thì chúng ta sẽ định vị được là cái phúc mạc nó ở đâu. Ví dụ như trên cái lát cắt này thì cái phúc mạc chúng ta chỉ thấy được một chút xíu chỗ này thôi, còn ở phía sau này là không có phúc mạc. Donc là c'était le haut rectum. Et par contre quand on est plus bas, à la partie basse du moyen rectum, vous n'avez plus de relation donc avec le péritoine, mais il n'y a plus d'acide. Ở đây là cái trực tràng cao, còn ví dụ như ở đây là cái trực tràng giữa thì ở đây chúng ta không có thấy được phúc mạc. Ici vous avez une pièce d'exérèse du mésorectum. Đây là một cái mẫu bệnh phẩm mà lấy ra để chúng ta thấy được cái mỡ của mặt keo trực tràng. Et vous voyez qu'il y a deux parties, une partie qui luit, une partie qui est mate. Ở đây các bạn thấy có hai phần, cái phần phía trên này cái màu của nó khác so với cái màu này nó sậm hơn, trên đây mình thấy nó bóng hơn. Ici en point rouge, en pointillé, vous avez la réflexion du péritoine qui est ici, c'est ça. Ở đây các bạn thấy có cái đường chấm chấm màu đỏ, thì cái đường chấm chấm này là cái chỗ mà cái phúc mạc nó lật ngược trở lên. Donc on verra la partie péritonéalisée. Còn cái phần màu mà mình thấy bóng ở phía trên là tương ứng với cái phần màu xanh, tức là cái phần này. Et la partie mate, la partie sous-péritonéale. Như vậy thì cái phần mà mình thấy cái màu nó đậm, nó không có bóng đó, là cái phần dưới phúc mạc. Et là je vous ai représenté les trois rectums avec ici. Vous voyez que le haut rectum va être péritonisé, que le moyen rectum, la partie haute du moyen rectum peut être un petit peu péritonisée, et que la partie basse sera sous-péritonéale, tout comme le bas rectum. Như vậy thì tôi cũng cho các bạn thấy là ba cái phần của cái trực tràng. Thứ nhất là cái trực tràng cao nó được ở mặt trước và ở hai bên của nó có phúc mạc. Cái phần mà trực tràng giữa thì chỉ có một phần ở phía trên thì ở phía trước nó có phúc mạc thôi. Còn cái phần phía dưới của cái trực tràng giữa và của các cái phần trực tràng thấp thì không có phúc mạc ở mặt trước. Maintenant, on va passer au mésorectum. Bây giờ mình sẽ nói về cái mặt cái trực tràng. Ici, donc, c'est une pièce d'exérèse. Ở đây, du mésorectum. Ở đây là một cái mẫu bệnh phẩm cắt cái phần trực tràng với cái mặt treo. Et là, donc là c'est les coupes axiales et vous voyez donc le rectum entouré de cette sphère cellulo-graisseuse, c'est de la graisse, des nerfs et des vaisseaux. Thì ở đây nếu mà chúng ta cắt ngang ở đây ha, thì cái trực tràng của mình và xung quanh đây nó có mỡ, nó có mạch máu và nó có thần kinh. Ce coussinet graisseux, ce mésorectum, va avoir une épaisseur différente en fonction de la topographie. Thì cái lớp mà mỡ của cái mặt keo trực tràng như vậy thì cái bề dày của nó sẽ thay đổi tùy theo cái vị trí. Il va avoir un gradient haut-bas, c'est-à-dire qu'en fait l'épaisseur du mésorectum va être plus épais à hauteur du haut rectum qu'à hauteur du bas rectum. Nó có một cái độ giảm. Thì người ta thấy rằng là cái mỡ, cái bề dày của cái mặt keo trực tràng ở mà phía trên cao á thì nó sẽ dày hơn.
Còn cái bề dày của cái màng trang trực tràng ở đoạn thấp thì nó sẽ mỏng hơn. Vous voyez aussi la même chose au plan sagittal. Chúng ta sẽ xem trên cái mặt thẳng sagittal. Au niveau du parietal, c'est plus fin qu'à hauteur du orecto. Các bạn thấy là ở đoạn mà trực tràng thấp ấy, thì cái mỡ này nó mỏng, trong khi cái mỡ trên đây nó dày hơn. Et vous comprenez en fait l'idée, ce coussinet graisseux, c'est un peu comme un airbag dans une voiture. Dans les casques sur une moto chez vous. Cái lớp mỡ này á, cái giá trị của nó cũng giống như là cái túi khí để bao quanh mình khi mà mình lái xe hơi vậy. Plus il sera épais, plus on sera protégé de l'extension aux organes adjacents. Cái lớp này mà nó càng dày thì coi như là mình được bảo vệ kỹ hơn với những cái tác động của bên ngoài. Et là on voit une tumeur du orectum. Et vous voyez qu'en fait, et c'est pour ça explique en partie pourquoi les tumeurs du haut rectum ont un meilleur pronostic que les tumeurs du bas rectum, parce que là, tout de suite, il va y avoir une extension aux organes adjacents. Các bạn ở đây mình có thể hiểu, ví dụ như ở đây mình có một cái khối u ở trực tràng, thì từ cái trực tràng mà ra với các cái cơ quan lân cận là cái khoảng cách này nó xa, cho nên là cái tiên lượng của cái u mà trực tràng cao thì nó tốt hơn. Trong khi đó, nếu mà các bạn ở cái trực tràng thấp thì nếu mình có một cái khối u ở đây thì cái lớp mỡ này nó mỏng quá, cho nên là nếu mà cái khối u nó lan ra khỏi thì nó nhanh chóng nó xâm lấn vào trong các cái cấu trúc lân cận. Il y a aussi un gradient antéro-postérieur. La partie antérieure du mésorectum peut être virtuelle en ce qui concerne la graisse, alors qu'elle peut être plus épaisse latéralement et en postérieur. Ngoài ra nữa thì cái độ dày của cái lớp mặt trang trực tràng này á, là nó cũng các bạn thấy là ở phía sau ha, và ở hai bên nó dày hơn so với phía trước. Ở phía trước này á, thì gần như là một cái khoang ảo, không có cái mỡ của cái mặt trước trực tràng. C'est pour ça que les tumeurs antérieures ont souvent un plus mauvais pronostic. Như vậy thì nếu mà cái khối u mà nó ở cái thành trước á, thì cái tiên lượng của nó sẽ xấu hơn, tại vì nó cũng dễ xâm lấn vào các cái cấu trúc lân cận. Donc en IRM, donc ce mésorectum, qui est la graisse avec des vaisseaux, vous voyez, va être entouré d'un fascia qu'on appelle le fascia recti. Trên cái hình cộng hưởng từ thì ở đây chúng ta thấy là cái trực tràng nó nằm ở giữa. Đây là cái mỡ quanh trực tràng. Thì trong cái mỡ quanh trực tràng này mình có các cái mạch máu. Và ở xung quanh của cái mạch treo này mình có một cái cân, người ta gọi là cái cân trực tràng. Le fascia recti en fait va correspondre à cette bande noire que vous voyez tout autour. Đó, thì cái cân trực tràng này là nó tương ứng với cái đường màu đen ở xung quanh mà các bạn thấy đây. Ça va être la limite externe du fascia du mésorectum. Đó là cái ranh giới bên ngoài của cái mặt treo trực tràng. Quand on va briser ce mésorectum, on va emporter le fascia recti. Khi mà người ta mổ những cái ung thư trực tràng này á, hoặc là người ta cắt bỏ cái mặt treo trực tràng, người ta lấy luôn cái cân này. Qui est cette bande noire. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est le plan de dissection du chirurgien. Trên cái đường màu đỏ mà tôi chỉ cho các bạn ở đây, đó là cái gọi là cái mặt phẳng phẫu tích của phẫu thuật viên, đó thì nó sẽ tương ứng với cái đường màu đen trên hình cộng hưởng từ này. Ce plan de clivage va être situé en dedans le fascia recti et en dehors le fascia recti qui lui va rester en face. Thật ra thì cái ở đây là các bạn nhìn thấy là nó có hai lớp, thì cái lớp ở trong á mình gọi là cân trực tràng. Còn cái đường ở bên ngoài á, nó gọi là cái cân chậu, thì người ta mổ thì ta lấy cái cân trực tràng, còn cái cân chậu thì vẫn để lại. Et donc là, ce que vous voyez ici, donc ça c'est la séreuse, et en dessous, ce qui est mat, c'est le fascia recti. Trên cái mẫu bệnh phẩm này á, các bạn thấy ở phía trên, các bạn thấy bóng. Cái bóng này á, là cái phúc mạc, còn cái phần màu đậm, màu mà không có bóng á, ở bên dưới này thì cái mặt ngoài này nó là cái cân trực tràng. Donc il y a des petites variantes pour ce fascia recti. À la face postérieure, il peut réaliser cette espèce de d'aile de mouette, enfin cette indentation comme ça là. Je vais vous montrer ici voilà. Et alors ce petit repli postérieur. Thì có một cái chút biến thể thì ở đây các bạn thấy nhiều khi ở cái mặt sau mình thấy nó không phải là nó tròn liền mà nó bị nó làm thành một cái ngấn vô bên trong vậy. Ha.
Et il ne faut pas prendre ça s'il y avait une tumeur postérieure comme une attraction faciale. À, thì cái này là cái bình thường ha, chứ mình đừng có lầm lẫn đây là cái khối u ở phía sau rồi nó co kéo cái cân. Vous avez la même chose à la face antérieure, le péritoine va s'attacher au niveau de la face antérieure du rectum. Tương tự thì ở phía trước á, thì cái cân này nè, nó cũng dính sát vào phía mặt trước, cái thành trước của cái trực tràng. Đó, thì mình thấy có cái đường đen này, có cái đường đen này. Et là, vous voyez très bien sur sagittal. Trên hình sagittal mình cũng thấy avec, được lại cái phần của cái cân nó dính vô mặt trước. Avec la tumeur ici qui envahit ici, vous voyez, qui envahit la réflexion antérieure du périton. Ở trường hợp này thì nó có cái khối u và cái khối u này này nó xâm lấn luôn vô trong cái phần mặt trước của cái cân. On va maintenant apporter sur important pour l'extension en profondeur. Chúng ta có hai cái khái niệm quan trọng về cái độ xâm lấn của cái khối u mà theo cái bề dày của cái màng cam trực tràng. Dans les comptes rendus, on va devoir mesurer l'extension tumorale en profondeur. Trên cái tờ đọc kết quả của mình thì mình phải ghi rằng là cái khối u này nè xâm lấn bao nhiêu vào trong cái màng cam trực tràng. Donc, il faut imaginer la paroi qui est virtuelle ici et mesurer depuis cette paroi virtuelle jusqu'à l'extrémité la plus profonde en fait de la tumeur. Vậy các bạn có thể tưởng tượng có một cái đường ảo ở đây, đó là cái ranh giới của cái cân. Thì mình cần phải mô tả là từ cái cân này này thì cái khối u nó xâm lấn ra bên ngoài là bao nhiêu. Après, il y a une deuxième notion qui est complémentaire, c'est comme le yin et le yang. Qui va être la marge de réflexion circonférentielle. Ngoài ra nữa, mình còn phải đo thêm một cái khoảng cách nữa là mình gọi là cái bờ cắt mà theo chu vi, tức là từ cái cân trực tràng này cho tới cái khối u này này thì cái khoảng cách này bằng bao nhiêu? Qui est la distance entre la tumeur et le fascia rectif. Là khoảng cách từ cái bờ ngoài của khối u đến cái cân trực tràng. Quelle est la meilleure imagerie pour voir cette extension en profondeur? En fait, l'échoendoscopie, ce que font les gastrologues, va être très bien pour différencier l'extension dans la paroi. Thì bây giờ có những phương tiện nào để có thể chẩn đoán cái độ xâm lấn của khối u bề mặt mà bề dày bề sâu? Thì có hai kỹ thuật. Thứ nhất là cái nội soi, gọi là siêu âm nội soi. Thì các cái thường này là các bác sĩ tiêu hóa, thì các bác sĩ tiêu hóa nếu mà đánh giá cái gì đó mà ở trong cái thành của ruột thì họ đánh giá tốt hơn. Par contre pour l'IRM, vous voyez le champ de vue est beaucoup plus important et l'IRM va être supérieur pour analyser l'extension en profondeur et la marge de sécurité latérale. Đối với cộng hưởng từ thì cái trường khảo sát của mình rộng hơn nhiều, cho nên là cộng hưởng từ đánh giá tốt hơn và nó là một cái kỹ thuật rất là tốt để đánh giá xem là cái khối u này nó lan ra khỏi cái cân của cái mặt treo là bao nhiêu. Đó. Thứ hai nữa là đánh giá là cái khoảng cách an toàn mà nếu mà người ta phải làm phẫu thuật cắt bỏ đó, thì cái khoảng cách an toàn này trên cộng hưởng từ mình cũng đo nó chính xác hơn. Dernière notion anatomique, il faut connaître chez l'homme l'aponévrose de Denonvilliers. C'est un nom anatomique, c'est un anatomiste. Nous on appelle ça aponévrose de Denonvilliers. Thì về mặt giải phẫu đó, thì cái cân này nó có tên là Denonvilliers. C'est ce qui est envers. En fait, l'aponévrose de Villiers correspond chez l'homme à la cloison recto-vaginale chez la femme. Thì ở nam á thì có một cái cân này, nó là cái cân Denonvilliers, còn ở nữ á, thì coi như cái này là cái vách giữa cái trực tràng và âm đạo. Alors ça c'est important à préciser parce que lorsque comme il y a très peu de mésorectum à la face antérieure. Chúng ta cũng biết rằng là ở cái mặt trước của cái trực tràng thấp đó thì chúng ta cái cân này nó dính sát vô cái mặt trước. Si vous avez une tumeur antérieure comme là. Nếu mà chúng ta có cái u ở thành trước của trực tràng. Le chirurgien va changer son plan de dissection et va passer en avant de ce fascia pour être sûr de ne pas couper dans la tumeur.
Phẫu thuật viên nếu như mà trên hình mình nói rằng là cái khối u này ở mặt trước thì phẫu thuật viên họ sẽ phải thay đổi cái cách mổ, họ sẽ phải tiếp cận cái khối u đi vào bằng ngã trước, mục đích đó là họ sẽ không phải cắt ngang qua cái khối u. Et voilà, donc la dernière notion anatomique, c'est les releveurs. Donc vous avez deux muscles, le muscle puborectal qui va cravater en arrière la jonction entre le rectum et le canal anal. Bây giờ nói về cái cơ nâng hậu môn, thì ở đây mình thấy có một cái cơ gọi là cơ mu trực tràng, thì cái cơ này nó sẽ bắt vòng ra ở phía sau, ở ranh giới giữa cái ống hậu môn và trực tràng. Le muscle iliofoxygien qui s'insère, le muscle iliofoxygien ici, qui s'insère ici sur la carte tendineuse du muscle élévateur de l'anus et qui s'étend de la symphyse pubienne jusqu'au sacrum. Một cái cơ khác nữa tên là cái cơ chậu cục, là nó ở cái phần cái cân ở phía bên ngoài của cái vùng chậu và nó xuống cái phần xương cụt. Ça c'est une vision, on va passer. Ça c'est des muscles. Ce qui est intéressant en IRM, c'est que dans un plan coronal. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái cấu trúc giải phẫu mà trên hình coronal. Là vous voyez les deux sutures rondes en hyposignale qui correspondent au cou puborectal. Ở đây các bạn thấy hai cái màu đen, thì hai cái màu đen đó là cái cơ mu trực tràng. Et au-dessus ici l'iliococcygien. Đó, và hai cái này là cơ chậu 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 cột. Ça, ce plan, ce muscle permet de différencier deux espaces, l'espace sus-évatorien, le muscle, c'est l'espace au-dessus des muscles élévateurs de l'anus, et l'espace en dessous, sous l'évatorien. Thì cái ở đây chúng ta sẽ phân biệt có hai khoảng, một cái khoảng là trên cơ nâng và một cái khoảng là dưới cơ nâng. Et maintenant, Marcel a déjà commencé, je vais juste reparler de deux petites notions sur l'appareil sphinctérien. Alors, sáng thì mình cũng có nói một chút về cái cơ thắt, bây giờ tôi nhắc lại một chút xíu nữa. C'est parfois difficile, sans injection de produit de contraste, de bien analyser à la fois le sphincter interne, l'espace intersphinctérien et le sphincter externe. Nếu mà trên cái hình mà không có tia thuốc tương phản thì có khi mình cũng khó phân biệt cái ranh giới của cơ thắt trong, khoảng gian cơ thắt và cơ thắt ngoài. Alors que lorsqu'on injecte le produit de contraste, on voit que le sphincter interne se rehausse fortement, permet de bien analyser. Thì nếu mà sau khi tiêm thuốc tương phản thì các bạn thấy là ở đây chỉ có cái cơ thắt trong là nó bắt thuốc thôi, và nhờ nó bắt thuốc như vậy thì mình sẽ dễ xác định cái ranh giới của nó. Là, ce que je vous ai, donc chose que je vais montrer, c'est qu'en dehors de ce rehaussement, ici, vous allez avoir donc le sphincter externe, qui est en fait le continuum du muscle élévateur de l'anus. Thì các bạn thấy ở đây ha, là cái cơ thắt ngoài, là cái phần ở phía dưới, thì nó là cái phần liên tục ở trên, đó là của cái cơ nâng hậu môn, tức là cơ nâng hậu môn là ở phía trên, kéo dài xuống phía dưới là cái cơ thắt ngoài. Le sphincter interne qui va être en fait le continuum de la couche circonférentielle du muscle du barrectum. Còn cơ thắt trong là cái gì? Là cái phần kết nối với cái lớp cơ vòng của cái thành trực tràng thấp. Et ici l'espace intersphinctérien où vous allez avoir quelques fibres qui vont se prolonger avec la couche longitudinale de la paroi musculaire du barrectum et mélanger avec de la graisse et des nerfs. Cái khoảng màu xanh mà tôi tô ở đây đó là cái khoảng gian cơ thắt, thì các bạn thấy là cái khoảng gian cơ thắt này á, thì nó có những cái bó sợi nó tiếp tục ở lên trên với cái lớp bó dọc của cái cơ của thành trực tràng, và trong đây thì nó lẫn với mỡ. Et pour ça, on voit que dès qu'on va vouloir analyser l'appareil sphinctérien, on va devoir, sur le plan instrumental, injecter un produit de contraste. Như vậy thì các bạn thấy rằng là để đánh giá cái mức độ lan rộng của các cái khối u với cái cơ thắt thì bắt buộc các bạn phải tiêm thuốc tương phản. Ici vous voyez une tumeur du barrectum qui s'étend là dans le canal anal, et vous voyez que grâce au rehaussement
en fait, du barectum, vous voyez que cette tumeur s'étend pratiquement à tout le sphincter interne, mais respecte l'espace intersphinctérien et le sphincter externe. Thì ở đây các bạn thấy rằng là đây là một cái u ở trực tràng thấp, thì nhờ có tiêm thuốc tử phản thì mình thấy rằng là cái khối u này nó xâm lấn vào trong cái cơ thắt trong, còn cái khoảng gian cơ thắt và cái cơ thắt ngoài thì không có bị ảnh hưởng. Et ça c'est important d'analyser ça, pourquoi? Parce qu'en fait on va le voir, les chirurgiens peuvent proposer une résection dite intersphinctérienne qui passe entre le sphincter interne et le sphincter externe. Donc ce qu'ils veulent savoir les chirurgiens, c'est est-ce que cet espace entre les deux sphincters est libre, il n'y a pas de tumeur dedans. Cái điều này rất là quan trọng khi mà chúng ta mô tả cái kết quả. Lý do là tại vì nếu mà mình nói rằng là cái khoảng gian cơ thắt và cái cơ thắt ngoài ấy, mà nó không bị ảnh hưởng, thì phẫu thuật viên người ta có thể chọn cái phương pháp phẫu thuật là cắt gian cơ thắt. C'est bon, on a fini pour l'anatomie. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc xong cái phần giải phẫu. Maintenant, on va parler avec un peu avec les chirurgiens. Bây giờ chúng ta sẽ học những cái kiến thức về phẫu thuật. Donc, je vous ai dit qu'en fait, il y a trois rectums, car en fait, il y a trois prises en charge différentes. Như nãy tôi có nói với các bạn ấy, rằng là có ba cái phần trực tràng và cái thương tổn ở mỗi một cái phần trực tràng như vậy thì cái cách xử lý cái phẫu thuật nó sẽ khác nhau. Cette tumeur dont le pôle inférieur est situé à plus de 16 cm de l'orifice supérieur du canal anal est situé dans le haut rectum. Các bạn thấy rằng là cái khối u này bờ dưới của nó cách cái bờ của hậu môn là trên 7 cm, như vậy thì đây là cái u của trực tràng cao. Quel traitement va lui proposer? Người ta sẽ đề nghị cái phương pháp điều trị là gì? En fait, on va le traiter exactement comme un cancer du côlon du sigmoïde. Người ta sẽ điều trị u của trực tràng cao giống như là điều trị cái u đại tràng sigma. Les impératifs de résection complète pour les cancers du sigmoïde et du côlon sont avoir au moins 5 cm de mésorectum à distance de la tumeur. Cái yêu cầu bắt buộc của phẫu thuật điều trị cái ung thư đại tràng sigma và cái ung thư trực tràng cao là khi người ta cắt bỏ cái phần mặt treo trực tràng thì cái bờ dưới của cái mép cắt á là phải 5 cm cách cái bờ dưới của cái khối u, tức là cái khoảng cách an toàn là 5 cm so với bờ dưới của khối u. Pourquoi? Car en fait, on sait que dans 20% des cas, vous avez des ganglions dans le mésorectum qui sont situés à plus de 5 cm de la tumeur. Vì sao vậy? Vì người ta thấy rằng là trong 20% các cái trường hợp mà ung thư trực tràng đó thì nó sẽ có các cái di căn hạch ở trong cái mặt treo trực tràng, và cái phần di căn hạch này nè nó nằm ở 5 cm ở phía dưới. Et donc cela permet ce qu'on appelle donc la résection antérieure du rectum, et cela permet de laisser une ampoule rectale résiduelle d'au moins autour de 4 cm. Như vậy thì cái phẫu thuật này nó có tên là phẫu thuật cắt trước trực tràng. Đó, và như vậy thì người ta để lại cái bóng trực tràng còn lại là khoảng 4 cm. Et ça c'est important sur le plan fonctionnel, parce que les patients, on va pouvoir faire une anastomose avec cette ampoule rectale résiduelle, et les résultats fonctionnels sont meilleurs que lorsqu'on fait une anastomose plus basse avec le canal anal. Vì sao cái chuyện này nó quan trọng là tại vì ở đây nó có một cái bóng trực tràng, khi người ta cắt bỏ cái đoạn u này đi rồi thì người ta nối cái phần mà ruột ở phía trên á xuống cái bóng trực tràng này thì nó vẫn giữ lại được một cái chức năng nghĩa là coi như là bình thường nếu như mà cái phần bóng trực tràng này còn lại khoảng 4 cm. Donc là où la tumeur est dans le haut rectum, on coupe là et vous voyez qu'on laisse, on va laisser ça. Như vậy thì nếu mà so với trên cái mẫu bệnh phẩm này thì chúng ta thấy đây là cái u của cái trực tràng cao, và khi người ta cắt á thì người ta cắt cái tới cái mặt treo dưới cái khối u là 5 cm, và như vậy thì phần này là phần cắt bỏ đi, phần này là phần còn lại. Après, pour l'autre rectum, ici on met dans le barectum, puisque le point inférieur de la tumeur est situé entre 2 et 7 cm de l'orifice supérieur du canal anal. Bây giờ, nếu mà có một cái khối u ở trực tràng giữa, có nghĩa là bờ dưới của cái khối u là 2 đến 7 cm, cách
Là, le traitement est standardisé, il faut faire ce qu'on appelle une exérèse totale du mésorectum. On va enlever le rectum et tout le méso. Cái phẫu thuật điều trị nếu là một cái u của trực tràng giữa là chúng ta phải cắt toàn bộ cái mặt kem trực tràng. C'est cette pièce opératoire que je vous ai déjà montré. Đây là cái mẫu bệnh phẩm mà tôi cho các bạn xem. Donc le principe chirurgical je remonte, c'est que le chirurgien passe entre le fascia pelvi en dehors et le fascia recti, qui est un espace avasculaire, et il va enlever en monobloc tous les rectums avec le rectum à l'intérieur. Và các bạn lưu ý như nãy tôi nói đó, thì cái khi phẫu thuật viên người ta mổ đó, thì người ta sẽ đi vào cái khoảng giữa cái cân chậu ở bên ngoài và cái cân trực tràng bên trong. Vì cái khoảng này là cái khoảng không có mạch máu. Thì khi người ta lấy là người ta lấy nguyên một cái khối hết cái mặt keo trực tràng. Còn cái trực tràng mà có mấy khối u mà nó nằm bên trong. Donc en fait vous comprenez qu'en fait le chirurgien ne voit jamais le cancer. Như vậy thì các bạn thấy rằng là khi mà mổ lấy toàn bộ một cái khối như vậy thì phẫu thuật viên không có thấy được cái khối u nằm ở trong lòng trực tràng. Si le chirurgien voit le cancer, c'est... il y aura de moins bons résultats. Nếu mà các bạn nếu mà phẫu thuật viên khi mổ mà có thấy được cái khối u thì cái kết quả của nó rất là tệ. Ici c'est le l'anatomopathologiste qui a coupé la pièce, il voit que la tumeur est là. Et que quand le chirurgien opère, il la voit pas, il doit passer en dehors ici du fascia recti. Thì các bạn thấy ha, đây là cái mẫu bệnh phẩm mà cái người bác sĩ giải phẫu bệnh họ đã xẻ cái lòng trực tràng ra rồi thì mới thấy được cái khối u. Còn cái này là cái phần mặt keo trực tràng bên ngoài. Chứ còn phẫu thuật viên khi mà họ mổ thì họ chỉ thấy nguyên một cái khối bên ngoài vậy, họ đi ở phía ngoài của cái cân trực tràng, cho nên là ở bên ngoài này không có nhìn thấy cái khối u. Donc, vous avez compris pour le chirurgien ce qui est important lorsqu'il envisage une exérèse totale du mésorectum. Ça va être qu'on donne, qu'on précise dans son compte rendu le rapport entre la tumeur et ici le fascia recti. Thì các bạn thấy đối với phẫu thuật viên thì cái chuyện mà họ lên cái kế hoạch mà cắt toàn bộ mặt kem trực tràng vậy là cái này là rất là quan trọng. Thì khi họ mô tả đó là họ nói rằng là đã lấy hết cái mặt kem trực tràng có cái khối u bên trong đó, thì đây là cái cân trực tràng. Alors maintenant on va passer aux tumeurs du bas rectum. C'est une tumeur du bas rectum car son pôle inférieur est situé entre le 0 et 2 cm de l'orifice supérieur du canal anal. Bây giờ nói về những cái u mà ở trực tràng thấp, thì u trực tràng thấp là nếu mà bờ dưới của khối u cách cái lỗ trên của cái ống hậu môn là khoảng 0 đến 2 cm. On va voir que dans le bas rectum il va y avoir deux bas rectums. Ở đây chúng ta thấy là trực tràng thấp thì nó có hai loại trực tràng thấp. Le premier bas rectum, lorsque le pôle inférieur est situé à plus de 1 au moins 1 cm ici de l'orifice supérieur du canal anal. Ở đây thì có một cái loại là bờ dưới của cái khối u là nó nghĩa là cái khoảng còn lại nó dưới 1 cm. Cette tumeur, on va pouvoir proposer le même traitement que pour l'exégèse totale, que pour le moyen rectum, c'est-à-dire l'exégèse totale. Đối với cái loại mà u mà cái phần phía bên dưới này nó hơn 1 cm này đó, thì người ta vẫn có thể cắt toàn bộ mặt keo trực tràng. Pourquoi? Car pour, sur le plan carcinologique, pour être L0, il faut au moins 1 cm de muqueuse saine. Lý do vì sao? Và vì về mặt ung thư học, phẫu thuật trong cái ung thư học người ta gọi là cái mặt R0, R0, có nghĩa rằng là cái ranh giới dưới không có cái khối u thì phải 1 cm không có khối u của cái niêm mạc bình thường này thì mình vẫn được gọi là R0, tức là R0, tức là cái mặt cắt của mình sạch, không có tế bào ung thư. Vous comprenez que si cette fois-ci la distance est inférieure à 1 cm comme dans ce cas-là. Trong trường hợp thứ hai thì cái bờ dưới của cái lá cắt này đó mà nó cắt cái khoảng này dưới 1 cm. Vous ne pouvez plus avoir en théorie le centimètre de sécurité. Thì nếu mà nó xuống sâu, nó xuống thấp như vậy thì
về mặt mà ung thư học á, thì cái ranh giới dưới của mình không có đủ 1 cm an toàn. Donc pour être zéro, que va faire le chirurgien? On peut réséquer en partie la muqueuse du sphincter interne. Và để có được 1 cm mà niêm mạc bình thường an toàn để đạt được cái gọi là cái cắt Ehlers không á, thì phẫu thuật viên họ sẽ phải lấy xuống phía dưới này 1 cm cái niêm mạc. Et réséquer aussi le mésorectum. Và cùng lúc đó thì phải lấy cả cái màng keo trực tràng. Pour cette résection, ce qui va passer, il va réséquer aux 2/3 supérieurs du sphincter interne et passer ici, hop, dans l'espace dit intersphinctérien. Và các bạn thấy như vậy thì với cái phẫu thuật như thế này thì họ đã lấy vào trong cái cơ thắt và nó đi vào trong cái đi xuyên qua cái phần gian cơ thắt. C'est ce qu'on appelle la résection intersphinctérienne. Cho nên là cái gọi là cắt gian cơ thắt đó, thì cái ranh giới nó đây. Vous voyez que pour cette tumeur, à la différence de la précédente, elle envahit l'espace intersphinctérien. Bây giờ đây cũng là cái u của trực tràng thấp, nhưng mà nó khác đến u hồi nãy, thì các bạn thấy là cái u này nó đã xuyên qua mấy cái cơ thắt hết rồi. Et donc on ne va pas pouvoir proposer de résection intersphinctérienne. Cho nên là cái phẫu thuật hồi nãy xuyên cơ thắt á là không thể thực hiện được. Le traitement sera dans ce cas-là une amputation abdominopelvienne. Thì trong trường hợp đó là người ta phải gọi là đây là cắt cục khớp, làm luôn một khoét khớp luôn để lấy hết nguyên cái ống trực tràng ở phía dưới. On peut proposer en théorie de résection intersphinctérienne qu'au stade 1 de cette classification. Như vậy thì tóm lại nếu như mà cái u mà gọi là ở giai đoạn 1 á nó chỉ ăn tới một chút của cái cơ như thế này thì cái phẫu thuật của mình có thể là gian cơ thắt được. Lorsque l'envahissement du sphincter interne n'est que partiel. Có nghĩa rằng là cái khối u nó chỉ xâm lấn một cái cơ thắt trong thôi. On voit tout de suite là l'intérêt d'une radiochimiothérapie néoadjuvante. Như vậy thì cần phải làm cái gọi là điều trị tân hỗ trợ, tức là gồm có cái hóa trị xạ trị trước phẫu thuật. L'objectif étant de diminuer en taille la tumeur pour libérer l'espace intersphinctérien. Mục đích là với cái tác dụng của hóa trị xạ trị thì cái khối u này nó nhỏ hơn. Thì khi nó nhỏ hơn thì mình sẽ giải phóng được cái khoảng gian cơ thắt bên ngoài này nó tự do, không có u thì mình mới mổ được. Après radiochimiothérapie, cette tumeur-là pour l'instant est inopérable au bilan initial. Thì như vậy thì cái khối u này ban đầu là coi như không thể phẫu thuật, thì sau hóa trị xạ trị thì mình có thể có những cái kết quả như thế này. Là la radiochimiothérapie, après radiochimiothérapie, ça a permis quand même de libérer l'espace intersphinctérien, mais pas d'augmenter la marge longitudinale. Mais là, on peut réaliser une résection intersphinctérienne. Cái khối u ban đầu là nó xâm lấn ra ngoài cơ thắt, sau hóa trị xạ trị thì cái khoảng mà gian cơ thắt này nó trống được, nhưng mà cái ranh giới dưới này đó, nó vẫn còn là 1 cm, thì người ta vẫn làm cái phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ màng keo trực tràng mà gian cơ thắt được. Là dans ce cas-là, c'est une meilleure réponse à libérer à la fois l'espace intersphinctérien, mais c'est aussi augmenter la marge longitudinale. Donc cette fois-ci, on peut proposer qu'une simple exérèse totale du mésorectum. Trường hợp thứ hai là cái khối u này sau hóa trị xạ trị nó nhỏ lại thì nó vừa giải phóng được cái khoảng gian cơ thắt và đồng thời cái bờ dưới của cái khối u này là cái khoảng này để mà có một khoảng cách an toàn thì cái này nó ở rất cao, cho nên là trong cái trường hợp này người ta có thể gọi là cắt cái mặt treo trực tràng đơn thuần thôi, cắt toàn bộ mặt treo trực tràng. Et parfois après radiochimiothérapie on voit plus de tumeur. Trường hợp thứ ba là cái kết quả hóa trị xạ trị rất là tốt, sau khi mà hóa trị xạ trị xong gần như là không còn thấy cái u đâu nữa. Alors, il y a deux options. Normalement, habituellement, on fait toujours l'exérèse totale du mésorectum.
mais certaines équipes dans des protocoles peuvent proposer des surveillances. Thì đa số các cái phẫu thuật viên á, thì ngay cả sau khi mà không còn thấy cái khối u đi nữa thì người ta vẫn làm cái phẫu thuật là cắt toàn bộ mặt keo trực tràng, nhưng mà có một vài nơi thì người ta đề nghị rằng là theo dõi thôi. Donc pour les tumeurs du baryctum, vous voyez dans nos comptes rendus l'importance de préciser le rapport de la tumeur avec ici le fascia recti, les releveurs et surtout l'espace de l'appareil sphincterien. Như vậy thì đối với những cái u trực tràng thấp thì trong cái tờ rộng kết quả của mình các bạn phải ghi rằng là cái khối u có xâm lấn ra tới cái cân trực tràng chưa, có xâm lấn vào trong các cái cơ lân chưa, có xâm lấn vào trong cái cơ thắt hay không. Et donc au final, en pratique, dans vos comptes rendus, comme on va le voir, il faudra toujours donner le rapport de la tumeur par rapport au fascia recti, au releveur et à l'appareil sphincterien. Như vậy nhắc lại một lần nữa, trong cái tờ rộng kết quả của mình các bạn cần ghi là cái u này có xâm lấn vào trong cân trực tràng hay không, có xâm lấn vào trong các cái cơ nâng hậu môn hay không, có xâm lấn vào trong cơ thắt hay không. Il est aussi intéressant pour le chirurgien de préciser la localisation de la tumeur de façon circonférentielle. Đối với phẫu thuật viên thì người ta còn lưu ý một cái điểm nữa, đó là cái vị trí của khối u so với cái chu vi ở bên ngoài. Je vous rappelle que chez les hommes, lorsque la tumeur antérieure, il va changer son point de dissection et passer en avant du fascia de Dominier. Như hồi nãy tôi có nói với các bạn, đặc biệt là ở nam giới, nếu như mà cái u trực tràng thấp mà nó ở mặt trước và nó xâm lấn vào mặt trước như vậy, thì phẫu thuật viên người ta sẽ phải chọn là đi cái đường trước, người ta phải lấy hết cái cân từ Dominier. Donc, ce sera important de préciser si la tumeur est antérieure, postérieure, latérale. Thì như vậy các bạn thấy cái việc mà chúng ta ghi trong cái tờ đọc kết quả của mình cái u nằm ở phía trước, nằm ở phía bên hay nằm ở phía sau cũng rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn với phương diện hình ảnh học. Bác xin nhờ phương diện ung thư học. Alors, quelle est la classification des TNM du cancer du rectum? Đầu tiên hết là chúng ta biết cái phân loại TNM, thì bây giờ trên hình ảnh học nó như thế nào? Donc, une tumeur T1 sera une tumeur qui a une extension sous-muqueuse. U T1 là u chỉ xâm lấn đến cái lớp dưới niêm. Un T2 extension à la musculeuse. U T2 là u xâm lấn tới lớp cơ. Et un T3 extension au mésorectum. U T3 là u xâm lấn đến cái mặt keo trực tràng. Mais vous voyez qu'il y a une limite dans le TNM. Có một cái giới hạn, có một cái hạn chế ở trong cái phân loại TNM. Cette tumeur est aussi classée T3 et pourtant le pronostic de cette tumeur est pire que celle-ci. Các bạn thấy ở đây cả hai cái này đều là xâm lấn vào trong cái mặt keo trực tràng, nhưng mà cái u T3 này nó lớn hơn rất nhiều so với cái T3 này, thì cái u T3 này cái tiên lượng của nó sẽ xấu hơn so với cái T3 này. On va voir après comment on fait pour améliorer ce TNM. Thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể cải thiện theo cái phân loại TNM? Et après vous avez le T4 avec l'extension aux organes de voisinage. Còn cái T4 là cái khối u nó đã xâm lấn tới các cái khúc trúc lân cận. Il est capital de préciser la présence ou non d'un T3. Cái điều quan trọng là chúng ta phải mô tả kỹ cái u mà T3. Car en fait, la présence d'un T3 ou d'un T4 pose indication d'un traitement neoadjuvant théorique. Lý do là tại vì nếu mà đây là u T3 hoặc u T4 thì bắt buộc các bạn phải có cái điều trị tân hỗ trợ. Pour améliorer en fait le TNM, on va devoir mesurer précisément l'extension en profondeur de la tumeur. Và để cải thiện cái TNM thì và cũng để nghĩa là giúp cho trong cái tiên lượng, thì trên cái hình ảnh mình phải đo cái mức độ xâm lấn về mặt bề sâu của cái khối u lan ra khỏi cái lan vào trong cái mỡ mặt keo trực tràng là bao nhiêu. En effet, les tumeurs qui ont une extension inférieure à 5 cm auront une meilleure survie que les tumeurs qui ont une extension supérieure à 6 mm, à 5 mm. Nếu mà một cái khối u nó xâm lấn vào trong cái mặt keo trực tràng dưới 5 mm thì cái thời gian sống còn 5 năm là 85%.
hơn nhiều so với những cái khối u mà nó xâm lấn ra cái mặt gan trực tràng trên 5 mm. Donc cette mesure vraiment est devenue indispensable et ça a amené à modifier le TNM. On a un TNM radiologique. T3A sur une extension inférieure à 1 mm, T3B entre 1 et 5, T3C supérieur à entre 5 et 15 et T3D supérieur à 15. Cái điều này rất là quan trọng và bắt buộc chúng ta phải ghi nhận, tức là ghi nhận cái độ sâu mà cái khối u xâm lấn vào trong mỡ mặt gan trực tràng. Và từ đó thì chúng ta sẽ có cái phân độ TNM mới về hình ảnh học. Thì trong đó nếu mà T3A là cái khối u lan ra dưới 1 mm, 3B là lan từ 1 đến 5 mm, 3C là lan từ 5 đến 15 mm và 3D là lan sâu hơn 15 mm. On va réaliser après une deuxième mesure, celle qu'on avait déjà vue, qui est la marge circonférentielle. Ngoài ra, chúng ta phải đo thêm một cái yếu tố nữa, tức là cái bờ mà theo chu vi như hồi nãy mình nói, tức là từ cái bờ ngoài của khối u cho đến cái cân trực tràng. Alors, pourquoi mesurer cette marge? Parce que dans certains cas, à extension en profondeur équivalente, extension en profondeur équivalente, cette marge circonférentielle pourrait être différente en fonction en fait de l'épaisseur du mésorectum. Lý do mà tại sao chúng ta phải đo cái chuyện này vậy? Ví dụ ở đây các bạn thấy có hai cái UT3 này á, khi mà nó lan vào trong cái mặt gan trực tràng thì cái bề dày mà nó lấn vào trong mặt gan trực tràng là bằng nhau. Tuy nhiên cái khoảng cách mà từ cái bề ngoài khối u cho tới cái bờ cắt cái cân trực tràng này là khác nhau. Lý do là tại vì cái bề dày của cái mỡ mặt gan trực tràng ở hai cái đoạn này là khác nhau. Et cette mesure, donc, en cas de faible épaisseur du mésorectum, peut aussi avoir un facteur pronostic. Thì cái bề dày của cái phần mặt gan trực tràng mà còn lại mà không có bị u xâm lấn đó, nó có một cái ý nghĩa trong cái tiên lượng sống còn của bệnh nhân. Ça c'est la survie à plus de 5 ans en fait de patients ici qui ont une mesure de plus de 5 mm, ceux ici qui ont entre 1 et 5 mm, et ceux par contre qui ont une mesure inférieure à 1 mm, vous voyez que la courbe de survie est de pire en pire. Một dưới 1 mm, 1 đến 5 mm và trên 5 mm. Thì những cái mà trên 5 mm á thì cái khả năng sống nó tệ hơn. Dernière petite différence actuellement avec le TNM, on a différencié le T4A du T4B. T4B ça sera extension aux organes adjacents. T4A, ce sera extension péritoine. Trong cái T4 á, thì mình có phân loại sâu hơn một chút. T4A là nếu nó xâm lấn vào trong phúc mạc, còn T4B là xâm lấn vào các cái cơ quan lân cận. Comme ici, vous voyez la faible extension, là c'est un T4A. Trong trường hợp này thì mình gọi là T4A là xâm lấn vào phúc mạc. Donc vous avez compris en fait qu'on va regrouper dans le pronostic les T3A et B contre les T3C et D. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái tiên lượng đó thì mình phải mô tả, ví dụ trong đây là T3A B hoặc là trên đây là có T3C D. Et on va voir en fait que le pronostic des T3A B se rapproche des T2. Thì nếu mà cái T3AB thì nó gần giống như là cái T2. Dernière notion sur le plan carcinologique, ça va être le R, R0, R1, R2. Alors, pour être R0, il va falloir que la marge de sécurité soit supérieure à 1 mm. R1, inférieure à 1 mm. R2, c'est lorsque le chirurgien coupe au milieu de la tumeur. Bây giờ, nói về cái tiên lượng, cái chất lượng của cái phẫu thuật thì gọi là cái an toàn. Muốn mà R0 có nghĩa là cái mặt cắt không có còn khối u á, thì cái bờ mà cắt an toàn
toàn nó phải cắt khỏi cái bờ của cái khối u á là trên 1 mm. Còn nếu mà gọi là R1 là cái mặt cắt á, cắt khỏi cái khối u á là dưới 1 mm. Còn nếu mình gọi là cái này là cái phẫu thuật L2, tức là chắc chắn là phẫu viên đã cắt ngang qua cái khối u trong cái lúc mổ. Et votre objectif c'est L0. Cho nên là mục tiêu của phẫu thuật viên là phải làm sao cái mặt cắt của họ là R0, tức là lấy sạch cái tế bào u. Donc en fait, quand vous interprétez une IRM, vous devez alerter le chirurgien dès que vous pensez qu'il ne sera pas R0. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc cái kết quả thì chúng ta phải ghi chú trong đó, chúng ta phải báo động cho phẫu thuật viên là cái khối u này nó xâm lấn tới như vậy. Cho nên là cái khả năng mà đạt được cái phẫu thuật là R0 là khó đó. Ici, quand vous voyez cette tumeur, vous savez qu'il va passer, il va suivre cette ligne noire, le fascia rectil, en dehors. Et ben, il y a le coussinet graisseux qui est assez épais, il n'y aura pas de problème, le patient sera à zéro. Ví dụ như bây giờ mình có cái khối u và mình thấy rằng là cái khoảng mở này nè, nó cái khoảng mở mặt ra trực tràng này nó dày, từ cái khối u mà cho tới cái cân trực tràng này á, nó khoảng cách xa như vậy thì chắc chắn là phẫu thuật viên mổ thì sẽ đạt được cái chất lượng là R0. Ce patient, vous voyez que la tumeur vient au contact du fascia recti, le risque c'est qu'il soit R1. Thì một cái trường hợp cụ thể này, ví dụ đây chúng ta có cái khối u này nó tới gần sát với cái cân trực tràng, cái mỡ, cái lớp mỡ ở đây còn lại rất là mỏng. Thì như vậy thì khả năng mà khi phẫu thuật á thì chỉ là đạt được tới R1 thôi. Alors que là, c'est sûr, comme une extension en dehors du fascia recti, là, comme il doit passer sous cette ligne rouge, il va être R2. Còn trường hợp này thì cái khối u nó xâm lấn ra phía trước rất là nhiều, xâm lấn vào cái lớp mỡ băng qua cái đường màu đỏ, tức là đường màu đỏ là cái ranh giới của cái mặt kem trực tràng mà mình mong muốn. Bây giờ nó đã ra khỏi rồi, như vậy thì khi mà người ta mổ, người ta lấy cái mặt kem trực tràng này, vậy chắc chắn đã lấy ngang qua khối u, như vậy nó chỉ đạt được là R2 thôi. C'est vraiment très important et on est extrêmement performant. Il y a d'excellentes corrélations avec l'anatomopathologie. Và như vậy thì các bạn thấy là cái khả năng của cái cộng hưởng từ nó rất là tốt và cái đánh giá trên cái cộng hưởng từ đó là nó hoàn toàn tương ứng với trên cái giải phẫu bệnh. Le chirurgien attend cette mesure dans votre compte rendu. Đó thì những cái chuyện này mình đều phải ghi chú ở trên cái tờ đọc kết quả của mình để cho phẫu thuật viên họ biết. Et donc ça introduit une zone interdite du mésorectum où la tumeur ne peut pas se rapprocher. Donc, plus on sera loin de cette zone, meilleur sera le pronostic. Có một cái vùng người ta trên cái mặt kem trực tràng người ta gọi là cái vùng cấm. Vùng cấm có nghĩa là nếu như mà cái khối u mà nó xâm lấn được tới cái vùng này thì cái tiên lượng của nó sẽ xấu. Et vous voyez qu'au final, cette notion est peut-être plus importante que le T du TNM. Như vậy thì trên cái hình ảnh của mình á, để xác định cái tiên lượng đó thì cái T là cái quan trọng nhất. Et que cette lésion, même si elle est classée T3, le chirurgien va être très large et pourra réséquer en totalité la tumeur sans souci, avec un bon pronostic. Thì ví dụ như ở đây các bạn thấy á, mặc dù cái trường hợp này là T3 đã qua cái mở mặt kem trực tràng rồi, nhưng cái khoảng cách an toàn còn lại này nó rất là rộng. Đó, thì trong cái trường hợp này mặc dù nó đã là T3 nhưng mà cái tiên lượng của nó vẫn tốt. Autre notion, pour l'extension en profondeur, il faut vraiment retenir le chiffre de 5 mm. Une extension supérieure à 5 mm serait un facteur péjoratif. Thì đối với cái khối u mà T3 đó thì người ta thấy rằng là nếu như mà nó xâm lấn trên 5 mm vào trong cái mỡ mặt kem trực tràng thì cái đó là cái tiên lượng xấu. Par contre, une tumeur qui ne s'étend pas au-delà de 5 mm aurait un très bon pronostic identique au T2. Ngược lại thì ví dụ như là ở cái vị trí này thì mặc dù cái khối u là nó lan ra có thể là trên 5 mm, nhưng mà cái khoảng mặt keo trực tràng này nó còn rộng thì cái tiên lượng của nó cũng giống như là cái T2. C'est pour ça que il y a certaines équipes qui proposent de regrouper en fait des patients T3 mais qui ont quand même un bon pronostic lorsque la marge de sécurité latérale est supérieure à 1 mm et que l'extension en profondeur est inférieure à 5 mm. Quand il n'y a pas d'extension vasculaire, il n'y a pas de ganglion, on considère
ces patients comme ayant un très bon pronostic, et ces patients pourraient peut-être ne pas avoir besoin de radiochimiothérapie. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait quand même que la radiochimiothérapie, même si l'objectif c'est de diminuer la taille de la tumeur, il y a plus de complications post-opératoires lorsqu'on a fait une radiochimiothérapie avant, et notamment sur le plan fonctionnel. Après, la défécation se fait moins bien. Donc, si on peut éviter la radiochimiothérapie, c'est mieux. Donc, l'idée, c'est que ça ne sert à rien de proposer une radiochimiothérapie si, en fait, le patient ne va pas avoir une survie supérieure. Le bénéfice en survie pour ces patients, une extension très localisée, va être très faible. Par contre, les complications post-opératoires vont être. Như vậy thì nãy các bạn thấy rằng là cái T3 đó thì nó có hai cái khái niệm là T3 yếu và cái T3 mạnh. Có nghĩa là cái trong cái T3 đó thì nãy mình thấy rằng là nó có cái xâm lấn ra khỏi xâm lấn vào trong cái mạc treo trực tràng đó là dưới 5 mm hoặc là trên 5 mm. Thứ hai nữa là trong cái T3 đó mình có một cái đó là cái khoảng cách còn lại với cái bờ cắt đó là trên 1 mm hoặc là dưới 1 mm. Thì tại vì tất cả những cái chuyện đó, đó là nó liên quan tới cái tiên lượng và cái phẫu thuật của người ta. Nếu mà như hồi nãy mình nói rằng là cái khoảng cách mà cho tới bờ của cái lách cắt á, mà nó lớn nó rộng, thì nhiều khi cái T3 đó nó cũng gần giống như cái T2. Và như vậy thì mình biết rằng là cái T2 đó thì cái tiên lượng nó tốt và không có cần phải hóa trị xạ trị, không có cái điều trị tân hỗ trợ trước. Thì có một số trường hợp mà những cái tác giả người ta nói nếu mà cái T3 mà xâm lấn ra khỏi vào trong cái mỡ dưới 5 mm và cái khoảng cách so với cái bờ lát cắt mà nó trên 1 mm thì có thể thì người ta cho là cái tiên lượng tốt luôn và người ta không cần phải điều trị tân hỗ trợ hóa xạ trước mổ. Cái chuyện đó nó quan trọng như thế nào? Tại vì nếu như mà T3 mà phải hóa xạ thì cái chuyện mà hóa xạ trước mổ đó thì cái biến chứng sau mổ nó nhiều hơn, nó có khi là nó ảnh hưởng tới cái phần cái cơ thắt nữa. Thì nếu mà nó có cái biến chứng sau mổ thì cái chất lượng cái cuộc sống của bệnh nhân không tốt, cho nên là người ta cố gắng người ta làm sao để xác định được rõ cái mức độ lan rộng của cái thương tổn và mình sẽ quyết định là điều trị cái gì, có phải hóa trị xạ trị trước phẫu thuật hay không. Autre notion intéressante pour l'oncologue en pré-thérapeutique, c'est préciser le signal de la tumeur. Một cái điều nữa về mặt bệnh ung thư học thì người ta quan tâm đến cái tín hiệu của cái thương tổn, tín hiệu của cái khối u này trên cái hình T2. Normalement, en fait, le site tumeur est discrètement en hypersignal par rapport au muscle. Thường thường thì cái khối u ở đây là cái tín hiệu của nó hơi tăng tín hiệu nhẹ so với cái cơ. Si par contre le signal est supérieur au muscle et même supérieur à la graisse, on met d'autres composantes mucineuses et en fait ces tumeurs sont lorsque c'est une composante mucineuse, enfin ces tumeurs sont plus agressives. Nếu như mà trong cái khối u này mà cái tín hiệu của nó tăng cao hơn nhiều so với cái mô cơ hoặc là thậm chí mà nó tăng tín hiệu ở trên hình T2 luôn thì mình sẽ nghi ngờ là trong cái khối u này nó có cái thành phần nhầy. Và nếu mà cái u mà có cái thành phần nhầy như vậy thì nó là thuộc dạng mà gọi là u dạng tấn công, dạng xâm lấn nhiều. Là on a fini avec la tumeur, on va s'intéresser aux ganglions. Ta đã nói về khối u rồi thì giờ chúng ta sẽ xem tới các cái hạch. Alors, ça va être très compliqué, c'est la partie la plus difficile pour nous à évaluer. Phần này là cái phần mà rắc rối phức tạp và đây là cái phần khó nhất. De nombreux auteurs ont choisi un petit peu tous les critères de taille ont été utilisés et en fait aucun marche. Nhiều tác giả trước đây người ta nghiên cứu khảo sát cái hạch mà nói về cái kích thước của cái hạch và người ta thấy rằng là sau khi mà đưa ra nhiều cái tiêu chuẩn về kích thước hạch thì thấy là nó cũng không có hiệu quả. Donc là c'est en petit axe, vous voyez qu'au-dessus de 5 mm de petit axe, en gros vous avez une chance sur deux pour que le ganglion soit malin et une chance sur deux pour qu'il soit bénin. Trước đây thì người ta nói rằng là khi mà đo hạch thì các bạn lưu ý là mình sẽ đo đường kính ngắn của cái cục hạch. Đó thì người ta nói rằng là nếu mà những cái cục hạch mà cái đường kính của nó lớn hơn 5 mm thì có 50% là cái hạch đó khả năng là ác tính.
là où ils étaient sûrs qu'ils étaient malins s'ils faisaient plus de 10 mm. Còn nếu như mà cái hạch đó, cái đường kính ngắn của nó trên 10 mm thì mình cho là hạch ác tính. Et par contre, quand ça fait moins de 5 mm de petit axe, c'est sûr que le risque qu'il soit bénin est plus important, mais le risque qu'il soit malin n'est pas nul, même pour des ganglions de 2 mm. Nhưng mà người ta nói rằng là mình cho rằng là những cái hạch mà nhỏ hơn 5 mm đó là những cái hạch mà mình nghĩ là lành tính. Nhưng mà mặc dù là nó nhỏ như vậy, nhưng mà cái khả năng mà ác tính đó, thì thấy nó cũng không phải là ít. Donc pour essayer d'améliorer ces critères, certains auteurs ont proposé d'additionner des critères morphologiques. Như vậy thì để làm sao biết được cái hạch ác tính hay không thì các tác giả khác lại đưa ra cái tiêu chuẩn khác là coi đây là cái tín hiệu của cái hạch nó như thế nào. Les deux critères importants qui sont sortis, c'est le caractère hétérogène et les contours irréguliers. Thì các tác giả này đề nghị rằng là cái hạch đó, cái tín hiệu của nó là tín hiệu hỗn hợp và bờ của cái hạch đó là bờ không đều. Alors, en 2012, les experts européens n'étaient pas d'accord sur les critères qu'ils avaient utilisés. Năm 2012, thì cái hội nghị đồng thuận của các người hình ảnh học về bụng và về đường tiêu hóa, thì họ không có đồng ý với những cái tiêu chuẩn mà đã xài trước đó. Mais ça y est, en 2016, ils sont d'accord. Nhưng mà tới 2016, thì người ta đồng ý về những cái tiêu chuẩn như thế này. Alors, voilà ce qui a été décidé, même s'il n'y a absolument aucune étude scientifique là-dessus. Các bạn thấy rằng là cái hội nghị đồng thuận năm 2016 người ta đưa ra những tiêu chuẩn này, mặc dù trước đó là không có cái nghiên cứu nào mà nói về những cái này hết. En fait, c'est Madame Bix, qui est une très grande radiologue qui s'occupe de ça, qui a décidé ça et on fait ça. Thì vì ở đây là cái tác giả này là một cái tác giả mà rất là nổi tiếng và bà ta đưa những cái tiêu chuẩn như thế này thì mọi người làm theo. Alors, voilà ce qu'elle a décidé qu'on fasse. Alors, lorsque le ganglion au petit axe fait plus de 9 mm, ça suffit pour dire qu'il y a un cancer. Đầu tiên hết là nếu mà cái đường kính ngắn của cái cục hạch đó nó lớn hơn 9 mm thì luôn luôn các bạn phải cho là cái hạch này là nghi ngờ ác tính. Entre 5 et 9 mm, il faut deux des trois critères suivants, soit un contour irrégulier, hétérogène ou rond. Nếu như mà cái đường kính cái cục hạch là trong khoảng 5 đến 9 mm thì ít nhất phải có hai cái tiêu chuẩn ác tính, có nghĩa là bờ của cái hạch nó không đều, cái tín hiệu của nó không có đồng nhất. Par contre, quand ça fait moins 5 mm, faut les trois critères maximum. Còn nếu như mà cái hạch này nhỏ hơn 5 mm thì nếu nó có luôn cả ba đặc điểm này thì mình sẽ nói là nghĩ cái hạch ác tính. Ça c'est pour le pré-thérapeutique. On verra qu'en post-thérapeutique, les critères sont différents. Đây là tiêu chuẩn đánh giá hạch trước mổ, trước điều trị. Còn tiêu chuẩn mà đánh giá hạch sau điều trị còn khác nữa. Donc là, vous voyez un ganglion suspect. Hein. Déjà, il était plus de 9 mm, donc il n'y avait pas besoin de critères morphologiques. Như vậy thì giả sử như một cái trường hợp này, về cái hạch này, thì cái hạch này mình sẽ nghĩ cái ác tính nhiều. Thứ nhất đó, là tại vì cái kích thước của nó lớn hơn 9 mm, thứ hai là cái bờ của nó không đều. Mais vous voyez quand même qu'il est irrégulier et hétérogène. Đó, nó thêm có những cái tiêu chuẩn là bờ thì không đều, còn cái tín hiệu thì lại không đồng nhất nữa. Autre notion très importante, c'est les différents drainages. Một cái tiêu chuẩn khác mà chúng ta cần lưu ý là về cái hạch này nó được chẩn lưu về đâu? Il faut retenir qu'il y a quatre drainages. Có bốn nhóm hạch dẫn lưu. Le premier drainage se fait par la voie mésentérique inférieure. Một cái nhóm đầu tiên là dẫn theo cái mạch máu mạch treo dưới, mạch treo tràng dưới. Le deuxième drainage se fait hop en dehors du fascia recti et remonte le long des axes iliaques internes et externes. Cái thứ hai nữa đó là dẫn lưu đi xuyên ngang qua cái cân trực tràng và nó đến cái bó mạch gọi là chậu trong chậu ngoài. Le troisième drainage se fait le long du promontoire. Một cái dẫn lưu bạch huyết nữa là về cái trước trực tràng. Et un quatrième drainage, surtout pour le bas rectum, vers les cuirs inguinaux. Cái nhóm dẫn lưu mà bạch huyết thứ tư thường là trong những cái trường hợp mà trực u trực tràng thấp là dẫn lưu về mặt bẹn. Alors, ce qui est intéressant à savoir, mince, il y a un petit problème, c'est que pour le drainage mésentérique inférieur, l'iliaque interne,
pré-sacré et promontoire. On considère tous ces drainages, le 1, 2, 3, sauf ici l'externe, ce sont des ganglions régionaux. Ces ganglions sont dans le N, dans la classification N. Par contre, les ganglions iliaques externes et inguinaux ne sont pas dans la classification L, mais seront considérés comme des métastases. Các bạn lưu ý ha, mình có bốn cái nhóm hạch. Một là về cái nhóm mà treo tràn dưới. Thứ hai nữa là chậu trong ngoài. Thứ ba là trước cái xương cùng và cái trước cái ụ nhôm và cái thứ tư là cái hạch bẹn. Thì các bạn lưu ý là cái nhóm 1, nhóm 2 mà chậu trong và cái nhóm 3 tức là những cái màu đỏ này. Thì trong cái phân loại tên em á, là nó được coi là hạch cùng, tức là N. Nhưng mà nếu như mà có hạch chậu ngoài và có hạch bẹt thì được kể là dưới căn, tức là được kể qua M. Donc, ce ganglion est dans le mésorectum, on va le classer dans le N. C'est un ganglion du mésorectum. Ici, vous avez un ganglion en dehors du fascia recti, hypogastrique. On considère toujours qu'il est dans le N, celui-là, c'est pas une métastase. Par contre, ce qui sera très important, c'est bien de l'individualiser. Pourquoi? Parce que chirurgicalement, vous avez faim, c'est pour ça? Tại vì các bạn thấy ví dụ như trong hai cái hình hồi nãy có một cái mà ở bên tay trái của các bạn là nó còn nằm ở trong cái mặt keo trực tràng, thì như vậy là mình vẫn xếp nó là N. Còn cái bên phải thì các bạn thấy nó nằm ở ngoài cái mặt keo trực tràng và như vậy thì nó được kể là hạch chậu ngoài. Và nếu hạch chậu ngoài thì như nãy nói là mình phải kể nó là di căn tức là 3N. L'important c'est de bien préciser tous les ganglions qui sont situés en dehors du mésorectum. Pourquoi? Parce que ces ganglions vont être laissés en place. En Europe, on ne réalise pas de curage le long des axes vasculaires. Alors qu'en Asie, notamment les Japonais, ils aiment beaucoup faire ces curages. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Nous, en Europe, on pense qu'il ne faut plutôt pas faire de curage. Donc c'est très important de préciser tous les ganglions qui sont en dehors du mésorectum, puisqu'on va les laisser en place. Ce qui permettra de faire de la radiothérapie localisée. Thì như nói với các bạn đó, khi chúng ta mô tả cái hạch thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta ghi rõ là có bao nhiêu hạch ở trong mặt keo trực tràng và có bao nhiêu hạch là ở ngoài mặt keo trực tràng. Đối với châu Âu thì những cái hạch mà ở ngoài mặt keo trực tràng, tức là những cái hạch chậu đó thì bên châu Âu người ta không có nạo hạch gì hết, người ta để bên đó. Trong khi các tác giả châu Á ở Nhật chẳng hạn thì người ta lại là nạo hạch đó, thì có hai cái trường phái như vậy, và cho tới giờ người ta cũng chưa biết rằng là nạo hạch đó là tốt hay là không tốt, thì cũng chưa có kết luận. Đối với châu Âu thì người ta không có nạo hạch chậu, mà người ta có thể là xạ trị trước hoặc là xạ trị sau mổ. En plus, ce ganglion en dehors du fascia recti a un facteur prédictif péjoratif. Thì cái hạch này nè, là nó nằm ở ngoài cái mặt keo trực tràng và nó có những cái tiêu chuẩn để nói là cái hạch xấu. Et donc, vous voyez cette pièce de mésorectum, en fait, il y a un curage ici, c'est le pédicule mésentérique inférieur ici. Đây là cái mẫu bệnh phẩm ha, thì ở đây chúng ta thấy là cái chỗ này là cái mặt keo trực tràng. Donc en fait, oui, tous ces ganglions, de toute façon, on va les enlever. Mais pas celui-ci, vous voyez. Nhưng mà cái hạch chậu thì trong cái cắt toàn bộ hạch keo trực tràng thì không có thể lấy được tới hạch chậu. Thank you.
c'est important de bien les préciser parce qu'en radiothérapie, on pourra faire un contourage et faire des bouses de radiothérapie dessus. Cái chuyện mà mình mô tả cái vị trí của các hạch ở đâu rất là quan trọng. Tại vì dựa theo cái mô tả của mình mà cái người mà làm xạ trị đó, thì ví dụ như ở đây là cái hình mô phỏng để người ta xác định là cái vị trí mà người ta sẽ phải bắn tia vô. Et donc, ce L est aussi important que KCT3T4, puisque en théorie, ça indique la réalisation, ça pose indication d'un traitement neurogénique. Đó, như hồi nãy các bạn thấy là trong cái T3, T4, chúng ta phải xạ trị. Như vậy thì trong N, thì nếu mà cái trường hợp mà mình ghi là có hạch đó, thì phải có cái điều trị tân hội chẩn trước đó, tức là phải có cái xạ trị trước mổ. La place de la diffusion, la caractérisation des nulles. Bây giờ nói về cái mảy là mình nói về những cái đặc tính. La seule intérêt, c'est la détection. Tức là bây giờ nói về cái sum diffusion, thì cái sum diffusion á không có giá trị để nói là đặc điểm của cái hạch này như thế nào. Mục đích của nó chỉ là để phát hiện là có hạch hay không có hạch thôi. C'est comme ça on voit des petits points blancs, c'est plus facile que sur les séquences T2 visuelles. Mais ça sert qu'à ça. Đó, thì các bạn thấy là trên cái hình diffusion nếu mà nó có hạch á thì cái hạch đó nó trắng lên, thì như vậy rất là dễ hiện so với những cái sum khác. Dernière notion très importante et très tendance, c'est l'extension vasculaire. Một cái yếu tố nữa cũng cần lưu ý đó là cái xâm lấn đến các mạch máu. Et maintenant il faut absolument systématiquement préciser l'extension dans les vaisseaux d'une tumeur. Tức là chúng ta sẽ xem coi cái khối u nó xâm lấn vào trong mạch máu như thế nào. Ici vous voyez une petite tumeur, une extension dans un vaisseau, ici le vaisseau est irrégulier, augmenté de taille. Ce sont les deux arguments, pour dire que le vaisseau est envahi de façon macroscopique, il faut qu'il soit augmenté de taille et des contours irréguliers. Trong trường hợp này cái khối u thì nó không có lớn nhưng mà nó xâm lấn vào trong mạch máu. Vì sao mình nói được như vậy? Thứ nhất là cái kích thước mạch máu nó lớn lên, thứ hai là cái kích thước mạch máu lớn lên, thứ hai là cái bờ này nó không có còn đều, nó được nó bị khối u ôm quanh. Donc maintenant on sait tout ce que les cliniciens veulent savoir pour pouvoir faire un examen adapté pour répondre à toutes ces questions. Đó, như vậy thì bây giờ mình đã thấy tất cả những cái gì mà bác sĩ lâm sàng yêu cầu mình cần phải trả lời. Alors, l'antenne, il n'y a pas besoin d'antenne endorectale, des antennes de surface suffisent. Như vậy thì mình sẽ cái kỹ thuật của mình sẽ phải thích nghi với các cái này, thì đầu tiên hết là nói về cái coi. Il y a un grand débat sur le remplissage du rectum. Tiếp theo nữa là cái làm sao để cho trong cái lồng ruột nó phải đầy. Certaines équipes veulent, d'autres non. Certaines équipes le font, d'autres non. Có tùy bệnh viện, có chỗ thì người ta thích làm cho cái lồng ruột nó đầy lên, nhưng mà có những chỗ thì không thích. Un papier a démontré que le fait de distendre le rectum, on met une pression, risquait de diminuer l'épaisseur du mésorectum. Có những tác giả thì người ta lại nói rằng là nếu mà mình làm cho cái lồng ruột nó phồng lên, nó đầy lên thì nhiều khi á cái khoảng mở màng keo trực tràng này nè mình bị nhỏ lại, thành ra cái đó là mình hơi nguy hiểm. Tại vì thật ra ví dụ như là cái khoảng đó nó mình phải để cho nó thực sự là nó còn lại bao nhiêu. Et donc sous-estimer la marge de sécurité latérale. Đó, như vậy thì mình sẽ đánh giá thấp cái phần mà xâm lấn vào trong cái màng keo trực tràng. Qui est la mesure capitale à donner. Trong khi đó mình biết rằng là đo cái khoảng cách còn lại của cái màng keo trực tràng đó là rất là quan trọng. Il y a une autre étude ici qui était contradictoire qui elle n'a pas trouvé de différence. Có những tác giả thì lại thấy rằng là cái chuyện này có làm phồng lên hay là không phồng lên cái lồng ruột đó thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Je vous montre quand même un exemple. C'est le même patient qui était fait avant et après radiothérapie. Ici il y a eu un augment, là il n'y en a pas eu. Au même niveau, vous voyez que ici la distension, la pression amène la paroi au contact des releveurs. Ce qui rend difficile s'il y avait une extension à évaluer l'extension en profondeur. Et donc, nous personnellement, moi je n'en fais pas. Voilà, pour cette raison. Thì đây cho các bạn xem vô cái hình này là
cái tư tưởng này đó là nó nằm ở rất là sát và nó giống như là rất là sát với cái cơ lưng hậu môn. Thì nhiều khi như vậy là mình không có đánh giá được nếu mình cho cái ruột này nó phồng lên. Thì ông nói là cá nhân tôi thì tôi không có làm cho cái lòng ruột nó đầy lên. Est-ce qu'il faudrait des antispasmes lubriques? Comme c'est un organe supérétonial, on n'en met pas non plus les experts, mais c'est pas un petit. Tiếp theo nữa là có cần phải cho thuốc mà chống co thắt để giảm bớt cái lưu động ruột hay không? Vì đây là cái cấu trúc mà ở dưới phúc mạc cho nên không cần. Après, les séquences, c'est très simple. Vous devez faire un T2 sagittal, c'est la première séquence à réaliser. Tiếp theo nữa là cái sung thì rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta làm cái sung T2 sagittal. Sans saturation de graisse, c'est ça. Không xóa mỡ. Après, cette séquence va permettre de mesurer la marge de sécurité longitudinale. Trên cái sung này, chúng ta sẽ đo được cái theo chiều dài, cái bờ của cái khu của đâu. Après, vous pouvez faire un T2 axial sur le pelvis pour rechercher les ganglions. Sau đó thì chúng ta sẽ làm cái hình axial cho cả cái vùng chậu để đánh giá hạch. Et ensuite, la séquence la plus importante, qui va être une coupe axiale petit champ, centrée sur la tumeur, perpendiculaire à son axe. Sau đó thì là một cái lát cắt axial mà các bạn lưu ý trong trường hợp này là cái trường khảo sát nhỏ tập trung vào trên cái khối u và cái lát cắt axial này nó sẽ vuông góc với cái trục chấm của cái khối u. Là c'est facile puisqu'en fait on peut faire des coupes axiales de la tumeur et cette séquence permet donc la mesure de l'extension en profondeur et la mesure de la marge de sécurité latérale, les deux mesures clés à donner. Trong cái trường hợp này thì nó đơn giản, sau khi làm những cái axial thì mình sẽ phải đo cái khối u này nó xâm lấn vào trong cái mỡ mặt trong thực tràng là bao nhiêu. Thứ hai nữa là cái khoảng cách từ cái mỡ còn lại cho đến cái cân trực tràng là bao nhiêu. C'est comme pour les anévrismes abdominaux, il faut toujours être perpendiculaire à l'axe en fait du vaisseau pour donner des bonnes mesures. Thì cũng giống như trong những cái túi phình của động mạch chủ vậy, thì các lát cắt của mình phải vuông góc với cái trục lớn của cái khối u, thì như vậy thì mình đo nó mới chính xác. Alors des fois la tumeur elle est au niveau de la convexité là, du rectum. Tuy nhiên có những cái trường hợp đó, là các bạn thấy cái khối u này nó nằm ở chỗ lồi của cái trực tràng. Il faudra alors faire deux petites pines de coupe pour avoir toujours des coupes perpendiculaires sur la tumeur. Trong cái trường hợp đó thì mình phải làm hai cái loại cắt, một cái loại cắt vuông góc với cái phần phía dưới, cái trục của cái phần phía dưới, và một cái loại cắt khác là vuông góc với cái trục của cái phần phía trên. L'autre option, c'est de faire des acquisitions volumiques. Một cái lựa chọn khác là thay vì chúng ta làm hai cái loại cắt thì chúng ta làm một cái hình 3D hình khối như thế này. Là, pour même patient, vous voyez deux acquisitions différentes. Là, c'est le T2, le 2D T2 turbospin echo oblique, et ici l'acquisition 3D T2. Thì đây là của cùng một bệnh nhân với một cái khối u mà nằm ở chỗ lồi như vậy. Thì đây là cái hình từ cái hình T2 turbospin echo 2D mà hình optic. Còn đây là cái hình 3D T2. Les deux options sont envisageables. Thì cả hai cái hình này thì chúng ta thấy cái kết quả nó cũng cần tương đồng. Je préfère tout de vous quand même là cette séquence là parce qu'on voit mieux l'extension vasculaire, il y a meilleur contraste que là. Tôi thì tôi thích cái hình này hơn, cái hình mà mình làm trực tiếp hình ống đít này, tại vì cái độ phân giải của nó tốt hơn và mình đánh giá cái sự xâm lấn của u vào trong mạch máu tốt hơn so với cái hình 3D, hình 3D cái độ phân giải nó không bằng. Après les acquisitions optionnelles, notamment une coupe coronale parallèle à l'axe de la tumeur. Cái sung này là cái sung mà mình lựa chọn, nếu mình muốn thì mình làm thêm. Đó là hình T2 coronale song song với cái trục của khối u. Et des séquences avec injection qui seront systématiques pour l'étude du bas rectum afin d'explorer l'appareil sphincterien. Đối với những cái khối u mà ở đoạn trực tràng thấp thì cái hình T1 gadolinium là cái hình bắt buộc để chúng ta đánh giá cái sự xâm lấn của khối u vào trong cái cơ thắt. En conclusion, kết luận, pour
ce bilan initial. Đối với những cái gọi là cái bilan đánh giá ban đầu. J'espère que vous avez bien compris qu'on n'a pas un rectum, mais trois rectums. Các bạn lưu ý là không phải chúng ta có một cái trực tràng, chúng ta có tới ba cái trực tràng lận. Ont des prises en charge différentes. Và cái tùy theo bị ở cái đoạn trực tràng nào mà chúng ta sẽ có cái cách xử lý khác nhau. Qu'il faut, on est le GPS du chirurgien. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải làm sao đó đáp ứng cái yêu cầu của phẫu thuật viên, tức là sẽ làm sao báo động cho phẫu thuật viên biết được cái khả năng mà phẫu thuật của họ. Ou du chirurgien de prison avec ici les fils barbelés là. Et donc, il faut toujours donner les rapports de la tumeur par rapport au fascia recti, au rover et à la paresse antérieure. Phải mô tả cái mối tương quan của khối u với cái cân trực tràng, với cái cơ nơi hậu môn và với cơ khắc. Que ce qui va changer la prise en charge du patient, c'est la présence d'un T3, T4 ou de ganglions positifs qui vont poser l'indication d'un traitement néoadjuvant. Các yếu tố mà có thể làm thay đổi cái phương pháp điều trị đó là cái T3, T4 và cái có hạch. Thì nếu mà hai yếu tố này thì sẽ phải điều trị xạ trị, hóa trị trước mổ. Et que vous avez compris que maintenant certaines équipes pour les T3 faibles avec une faible extension dans le mésorectum peuvent bénéficier en fait d'un traitement chirurgical d'angle. Và ngày nay với cái vai trò của cộng hưởng từ thì người ta có thể xác định những cái trường hợp gọi là T3 yếu, tức là xâm lấn vào trong cái mở màn cho trực tràng nhưng mà ít ít thôi, thì những trường hợp đó thì có thể được chọn cái phương pháp là điều trị là phẫu thuật. Và muốn xác định được người nào là T3 yếu như vậy thì phải dùng cái cộng hưởng từ. Vous avez compris cette zone interdite pour le chirurgien, c'est capital. Il veut savoir l'objectif de votre compte rendu. Vous devez, la question posée au radiologue par le chirurgien, c'est savoir est-ce qu'on peut proposer une résection R0 au patient sans traitement de l'adjuvant. C'est la question. Và đối với phẫu thuật viên thì cái vùng cấm của cái màn kem trực tràng là cái vùng này là rất quan trọng đối với phẫu thuật viên. Thì trong cái tờ đọc kết quả của người làm hình ảnh học thì phải làm sao trả lời cho phẫu thuật viên biết được rằng là cái mặt cắt của tôi có thể đạt được cái R0 hay không, mà không cần có phải điều trị tân hỗ trợ trước đó. Et donc ici vous avez donc les impératifs R0 qu'on a déjà vu, je vais passer. Donc en gros, quelles sont les quatre réponses à fournir dans vos comptes rendus? Donner, faire extension loco-vaginale de la tumeur. Thì hồi nãy cái slide trước đó thì nói cái yêu cầu để đạt được R0. Và như vậy bây giờ tóm lại thì trong cái tờ đọc kết quả của các bạn phải trả lời cho người ta bốn câu hỏi. Thứ nhất là cái mức độ lan rộng tại chỗ tại vùng của khối u. Donner donc la classification MRT et N. Phải cho người ta biết là cái u này là tên mấy theo cái hình cộng hưởng từ. Thứ hai nữa là N như thế nào. Donner la marge de résection longitudinale. Thứ hai nữa là cho người ta biết là cái bờ cắt theo chiều dọc. Pour les tumeurs étendues au mésorectum, donner la marge de résection circonférentielle. Đối với những khối u mà lan đã xâm lấn vào trong cái màn kem trực tràng thì phải cho biết rằng là cái khoảng cách, cái bờ cắt theo chu vi an toàn còn lại là bao nhiêu. Et pour les tumeurs du bas rectum, l'état d'apparence intérieure. Đối với những cái u mà trực tràng thấp thì phải cho biết là tình trạng của cái cơ khắc như thế nào. Et voici en fait ce que j'ai dans ma poche et en fait mon compte rendu type en donnant en fait l'extension en hauteur, l'extension circonférentielle, l'extension en profondeur, l'extension vasculaire et l'extension ganglionnaire. Thì đây là cái mẫu đọc kết quả một cái ung thư trực tràng của tôi luôn để trong người và đó là cái tôi làm hàng ngày. Thì như vậy thì cần phải nói là về mặt chiều cao thì nó như thế nào, những cái mức độ lan rộng theo chu vi, lan rộng theo chiều sâu, xâm lấn vào mạch máu có hay không, xâm lấn vào trong cái hạch bạch huyết như thế nào. Xin cảm ơn các bạn. Désolé, je continue un quart d'heure. Xin lỗi các bạn, tôi cũng tiếc lắm mà tôi phải nói thêm 15 phút nữa. Ça va passer très vite.
Voilà, ça c'est important. En gros, donc maintenant c'est la place de l'IRM après le traitement neoadjuvant. Donc là, ce qu'on a vu dans le staging initial, la question qu'on doit vous poser, c'est est-ce que le patient est résiliable à l'IRM? Bây giờ thì sau cái đánh giá ban đầu, sau cái phân độ staging lần đầu tiên thì mình sẽ phải trả lời câu hỏi là cái mặt cắt này có thể đạt được là R0 hay không? Thứ hai nữa là có phải điều trị tân hỗ trợ hay không? Et afin de proposer un traitement neoadjuvant. Và sau khi mình làm cái hình ảnh học xong, mình trả lời là ca này phải điều trị tân hỗ trợ. Alors, ce qui est intéressant maintenant dans le restaging, c'est de répondre à ces trois questions. Est-ce que le patient est devenu irrésécable à zéro? Une deuxième question, est-ce que c'est un bon répondeur? C'est différent d'avoir la notion. Tiếp theo nữa, câu hỏi số 2 là cái bệnh nhân này có phải là một cái người đáp ứng tốt với cái điều trị hay không? Thì hai cái câu hỏi này nó hơi khác nhau nha, lát nữa mình sẽ xem. Est-ce qu'il a répondu complètement? Thứ ba nữa là cái bệnh nhân này là cái người mà có đáp ứng cái điều trị nhưng mà cái có đáp ứng hoàn toàn hay không? Donc on va répondre à la première question qui s'adresse au chirurgien. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi dành cho phẫu thuật viên. Donc il y a un auteur, Villien, qui a proposé une classification avec 4 stades A, B, C et D. Có một cái tác giả người ta đề ra có cái 4 loại A, B, C, D là để trả lời cái câu hỏi là có cắt được mà cắt là em là không hay không. Donc le stade A, c'est lorsque vous avez cette tumeur avant la radiochimiothérapie est au contact du péritoine. Cái khối u này là các bạn thấy trước khi điều trị đó thì là nó tiếp xúc, nó xâm lấn vào trong cái phúc mạc rồi. Et après radiochimiothérapie, en A, vous voyez que maintenant la marge, il y a réapparition de graisse entre le péritoine et la tumeur et la marge est supérieure à 2 mm. Ça, c'est un type A. Supérieure à 2 mm? Ouais, 2 mm. Rồi, thì đây là cái hình mà trước mổ, trước hóa trị, xạ trị nha. Sau khi hóa xạ trị xong rồi thì cái khối u nó nhỏ lại. Ở đây mình bắt đầu thấy cái phúc mạc, mình bắt đầu thấy cái mỡ lại. Và cái bề dày của lớp mỡ này là trên 2 mm. Là, l'évolution B, c'est la persistance d'une spicule. Une spicule qui vient en contact avec le fascia recti. Juste une spicule. Cái tình huống 2 là tình huống B. Tình huống B thì mình thấy rằng là nó có một cái gai, một cái chỗ mà nó dính vào trong cái mỡ mặt treo, nó dính vô đây. Et après, forme C2 on va mélanger, l'idée là qu'il reste toujours un contact avec le fascia recti. Rồi, trong tình huống thứ 3 này thì cái khối u nó vẫn còn dính vào trong cái cân trực tràng. Si la spicule est en hyposignal T2 et en hyposignal diffusion. Nếu như mà cái dây này nè, cái dây mà cái chỗ mà nó dính nó kéo vô này, nó giảm tín hiệu trên hình T1 và nó giảm tín hiệu trên hình diffusion. On va la considérer comme stérilisée. Stérilisée. Coi như là sạch u, mình có thể coi như là chỗ này là sạch u, không có u. Et donc pour le chirurgien, le type A et B, il va pouvoir opérer et être zéro. Như vậy thì đối với phẫu thuật viên, nếu như mà là dạng A hoặc dạng B, tức là cái này phải trên 2 mm và chỗ này là giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên diffusion, thì cái này được quyền nói là cắt mà đạt được mức R0. Par contre là, il y a une chance sur deux qu'il soit pas R0. Còn trong cái trường hợp như thế này thì 2 ca thì có 1 ca thì có thể đạt được cái R0. Ça, comme ça vous l'aurez, c'est ce que je vous ai dit à l'oral, avec les résultats ici de l'article. Đây là những cái bài báo để nói cái mức độ xâm lấn cái loại nào. Des exemples, donc ça c'était avant radiochimiothérapie. Đây là cái tương tổn trước khi tân hóa trị. Il y a un contact avec le fascia recti. Đây là có cái chỗ tiếp xúc với cái cân trực tràng. Donc après radiochimiothérapie, réapparition de graisse avec une marge supérieure à 2 mm.
Trường hợp này thì sau khi mà tân hóa trị thì các bạn thấy mỡ xuất hiện trở lại và cái bề dày của cái lớp mỡ này trên 2 mm. Donc c'est un type A. Như vậy thì đây là type A. Et donc, en effet, le patient est raisonné. Đó, như vậy thì bệnh nhân có thể được phẫu thuật và đạt được cái mặt cắt mà em là không. Le dossier est très intéressant. Là, vous avez une volumineuse masse tumorale. Đây là một cái khối u trước mổ rất là lớn. Il y a la santé 2 et là c'est en diffusion EBV. Il faut un EB1000. Đây là B1000 nhé. Cái này là cái hình T2, còn đây là hình B1000. Et voyez l'évolution après radiochimiothérapie sous forme d'une bande noire. Voilà, vous voyez que la tumeur, elle est, le signal est super robuste. Đây là cái hình hình T2 sau khi điều trị hóa xạ thì các bạn thấy rằng là nó còn lại một cái dây. Một cái dây này nó giảm tín hiệu. Alors, khác với cái u này là nó tăng tín hiệu hơn. Et que pareil pour la diffusion, hop, on perd l'hypersignal. La bande, la spicule n'est pas un hypersignal en diffusion. Và sau đó nữa thì chúng ta thấy là cái dây này nó giảm tín hiệu ở trên hình diffusion. Et donc ça c'est l'évolution de type B. Đây là cái hình mà mình nói là cái tiến triển theo cái dạng type B. Et là aussi, c'était en fait une rémission complète et il y avait, enfin, il était à zéro. Đó, thì với cái trường hợp này thì sau khi mà điều trị hóa xạ xong thì mình phẫu thuật mình có thể đạt được cái mặt cắt là R0. La différence de cette tumeur, ça c'est avant radiochimiothérapie, vous voyez que la tumeur est au contact du fascia recti. Một cái khối u trước điều trị và chúng ta thấy nó tiếp xúc sát với cái cân trực tràng. Et qu'après radiochimiothérapie, elle est toujours au contact avec un signal qui reste supérieur au muscle. Và sau khi mà hóa xạ xong thì cái khối u nó vẫn còn và nó vẫn tiếp xúc với cái cân trực tràng và lưu ý là cái tín hiệu của nó cao hơn tín hiệu của cơ. Il y avait toujours un récit tumoral et le patient était Thì bệnh nhân này nếu mà mổ thì chắc chắn là sẽ có tái phát. Donc ça c'était le F0 pour la chirurgie. Cho nên là cái câu hỏi đầu tiên là trả lời là có thể đạt được cái mặt cắt R0 hay không. Câu hỏi này mình sẽ trả lời cho phẫu thuật viên. Pour le barrectum, la problématique, ça va être de réséquer la tumeur tout en conservant la paresse inclinée. Đối với cái u mà của trực tràng dưới thì các bạn thấy rằng là làm sao người ta vừa lấy được trọn cái u và người ta vừa phải đảm bảo được cái chức năng của cơ thắt. Donc ça, je vous ai déjà parlé de cette notion. L'objectif de la radiochimiothérapie est double. Ça va être d'augmenter ici la marge longitudinale et de ici libérer l'espace intersectariel. Như vậy thì các bạn thấy là cái mục đích của hóa xạ trước mổ, tức là tân hỗ trợ trước mổ, nó có hai tác dụng. Một là làm sao cho cái khối u này nó nhỏ hơn, cái chiều cao nó phải thu ngắn lại, cái bờ dưới của nó là phải lớn hơn 1 mm để mình bảo vệ được cái cơ thắt. Đồng thời là về cái chiều sâu thì làm sao mà nó không có xâm lấn vào trong cái cơ thắt nữa. Ça vous avez déjà expliqué cette diapositive avec ces deux notions. Đó, cái slide này thì đã được giải thích rồi, đã được trình bày ở phần trên rồi. Donc ça c'était pour le chirurgien. Đó, như vậy thì cái câu đầu tiên đó mình phải đánh giá là cái câu này dành cho phẫu thuật viên. Maintenant, on va donner une réponse à l'oncologue. Cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi này dành cho bác sĩ về ung thư. L'objectif c'est de savoir si c'est un bon répondeur, qu'il soit opérable ou pas. Cái câu hỏi tiếp theo nữa là cái bệnh nhân này là có đáp ứng hay không, có thể mổ được không? En effet, on peut être un bon répondeur, vous avez une grosse masse qui a diminué. Mais malheureusement, elle reste assez grosse et empêche la résection. Mais pour lui, si tu passes une masse qui fait ça à ça, l'oncologue est content. Mais le chirurgien peut ne pas être content puisqu'il peut toujours pas opérer. Tu comprends? Deux notions différentes. Hey. Nói cái chuyện đáp ứng là như thế nào, ví dụ như bây giờ là bệnh nhân ban đầu là có một cái khối u lớn vô cùng, bây giờ sau khi mình hóa xạ xong cái khối u này nó nhỏ lại thì như vậy thì cái ông bác sĩ về ung thư ông rất là hài lòng, tại vì ông nói nó đáp ứng cái khối u nhỏ lại mà, nhưng mà ông phẫu thuật viên thì ông đâu có hài lòng tại vì nó nhỏ lại nhưng mà không có đủ tiêu chuẩn để cho ông mổ. Et ça, les gens qui sont bons répondeurs ont un meilleur pronostic que ceux.
thì trên thực tế thì những cái người mà có đáp ứng với điều trị thì cái tiên lượng sẽ tốt hơn những người không có đáp ứng với điều trị. Alors, quels sont les deux critères pour dire tiens, c'est un bon répondeur? Le premier, ça va être donner la spécification MRTRG. Bây giờ để làm sao trả lời cái câu hỏi là cái bệnh nhân này có phải là cái người có đáp ứng với hóa xạ hay không, thì người ta đưa ra cái bản phân loại tên là MRTRG. T, c'est tumor grave regression. Cái này là cái chữ T là tumor ha, rồi cái độ mà thu hồi lại cái thương tổn. En fait, c'est une classification qui dévie la. En fait, c'est initialement le TRG, une classification anatomopathologique qui était utilisée pour les tumeurs de l'œsophage. Thật ra thì cái xếp độ này đó là của các cái bác sĩ giải phẫu bệnh và dành cho cái ung thư thực quản. L'idée anatomopathologique de cette classification, c'est de dire que plus il y a de fibrose, c'est de quantifier la fibrose par rapport à la tumeur résiduelle. Lorsqu'il n'y a plus que la fibrose, c'est une excellente réponse. Et quand il ne reste que la tumeur, c'est une mauvaise réponse. Et des fois, il peut y avoir des formes intermédiaires et on quantifie le rapport fibrose versus tumeur résiduelle. Thì đối với các bác sĩ mà giải phẫu bệnh á, thì cái ý tưởng ban đầu của họ mà đối với cái phần thực quản đó là họ muốn đánh giá cái sau điều trị đó thì cái phần mà cái u mà nó bị xơ hóa với lại cái phần u còn lại sau khi mà hóa xạ đó là cái tỷ lệ nó là bao nhiêu. Nếu như mà cái tỷ lệ mà xơ nhiều có nghĩa là nó đáp ứng với điều trị, còn nếu mà cái phần mà mô u còn lại nhiều thì có nghĩa là cái loại đó là cái loại mà không có đáp ứng với điều trị. Thì dĩ nhiên là nó có nhiều cái mức độ khác nhau, thì cái phân loại để đánh giá là mức độ là bao nhiêu. Donc là, il y a eu plusieurs MRTRG traduites. Je vais vous présenter celle-là, que je trouve intéressante. La MRTRG 1, c'est en fait lorsqu'il y aura une restitution à l'intégral. On ne voit plus de tumeur. Thì có nhiều cái bản phân loại như thế này, nhưng mà tôi thích cái bản phân loại này nhất. Thì trong này nếu mà cái loại mà loại độ 1 á, thì nó có đáp ứng trên hình ảnh học hoàn toàn, có nghĩa là giờ không còn thấy u gì nữa hết, trở lại như bình thường. MRTRG sera une bonne réponse lorsqu'il y aura la fibrose sera supérieure à 75% et que la tumeur sera inférieure à 25%. Donc. Thì trường hợp thứ hai người ta gọi là độ 2, tức là đáp ứng tốt nghĩa là chủ yếu là mô sơ, cái mô sơ ở cái vị trí của cái u á, bây giờ là mô sơ nó phải trên 75%, có nghĩa cái u còn lại nó dưới 25% của cái bình thường của cái ban đầu. Une réponse modérée, ce sera lorsque la fibrose ou une réponse colloïde, on voit ce que c'est, est supérieure à la tumeur résiduelle. Donc en fait, elle est supérieure à 50% mais inférieure à 75%. Thứ ba là gọi là đáp ứng trung bình, đáp ứng vừa phải. Thì trong đó thì mình sẽ thấy là cái phần mô sơ và cái đáp ứng dạng keo. Chút xíu nữa mình sẽ coi đáp ứng dạng keo là cái gì. Thì cái mô sơ hoặc là đáp ứng dạng keo nó sẽ lớn hơn cái phần u còn lại, tức là nó sẽ hơn 50% nhưng mà nó dưới 75%. Le 4, c'est une mauvaise réponse, c'est lorsque la fibrose ou la réponse colloïde est inférieure à la tumeur, donc elle est inférieure à 50%. Loại thứ tư gọi là đáp ứng ít thôi, sơ thôi, thì lúc đó cái mô sơ hoặc là cái đáp ứng kem này nó nhỏ hơn cái khối u còn lại, có nghĩa rằng là cái phần mô sơ nó chiếm dưới phân nửa của khối u. Et le 5, c'est quand il n'y a aucun changement entre avant et après réduction. Và loại 5 là không đáp ứng, tức là chụp cái hình lại sau điều trị không có thấy khác gì so với trước điều trị. En pratique, les études ont fait, on regroupe les 1 et 2 sont des très bonnes réponses, et après on considère 4-5 comme une mauvaise réponse. Et en fonction des études, des fois ils mettent les patients TRG3 dans les bons répondeurs ou dans les mauvais répondeurs. Nhìn chung thì cái loại mà 1 với 2 này thì người ta nói rằng là đáp ứng tốt, tiên lượng nó sẽ tốt hơn. 4-5 thì chung coi như là không có đáp ứng, còn cái loại 3 thì tùy theo tác giả, có tác giả cho nó vô nhóm 1-2, có tác giả cho nó vô nhóm 4-5. Donc des exemples, ici vous voyez la tumeur, un signal supérieur au muscle. Ở đây các bạn thấy ha, một cái khối u lớn tín hiệu tăng hơn so với mô cơ. Et que après radiochimiothérapie, ici, le signal a chuté, est devenu iso-intense, voire hypo-intense par rapport au muscle.
Sau khi má xạ thì các bạn thấy cái tín hiệu của cái mô ở đây nó tín hiệu của nó gần như là mô cơ, tức là cái tín hiệu nó giảm đi. Comme cette masse résiduelle a un signal de plus de 75% en hyposignal par rapport au muscle, on considère une réponse MRTRG. Đó, vì cái khối u này, vì cái này sau khi cái điều trị mình thấy cái tín hiệu của nó là nó cỡ như là của 75% so với nó đã giảm hơn 75% và cái tín hiệu của nó gần giống như vô cơ, cho nên mình xét cái này là độ 2. C'est une bonne réponse. Ici, vous avez une réponse colloïde. Donc là, vous avez aussi la tumeur qui était supérieure au muscle. Et là, après radiochimiothérapie, là, elle s'est élevée. Elle est devenue presque liquidienne. On considère que c'est plutôt une bonne, que c'est plutôt une bonne réponse. Donc, on considère que c'est un équivalent de fibrose. C'est devenu la nécrose, en fait. D'accord ? Donc, dans la classification, on mélange fibrose ou évolution colloïde. Très bien. Cái đáp ứng colloïde là gì, đáp ứng dạng keo là gì, thì chúng ta thấy ở đây là cái mô u á, thì cái tín hiệu của nó cao hơn so với tín hiệu mô cơ. Thì trong trường hợp này sau khi hóa xạ thì chúng ta thấy là nó cắn hơn, thì như vậy thì ý là trong đây người ta gọi là đáp ứng keo, tức là nó giống như là nó hoại tử vậy. Thì hồi nãy trong cái bản phân loại mình nói là hoặc là đáp ứng sơ hoặc là đáp ứng như dạng keo, thì cái này là đều coi như là có đáp ứng với điều trị. Et vous voyez qu'il reste encore de la tumeur viable, non colloïde et non fibreux. Et donc la réponse, là, elle est entre 50% donc, et autour de 100%, donc c'est un MRTRG 3-4. Cái phần U còn lại đây, đó, đây là cái phần U còn lại, mà cũng không, đây là phần U còn lại, cũng nghĩa là U nó vẫn còn, không có đáp ứng keo mà cũng không có đáp ứng sơ. Đó, và như vậy thì cái phần U còn lại này, nó trên 50%. So với nó khoảng 50% so với cái u ban đầu, cho nên cái này xếp là 3-4. Donc voilà, ça c'était le TRG. La deuxième mesure qu'on va faire, la deuxième réponse pour dire tiens, c'est un bon répondeur, c'est de faire de la volumétrie. Như vậy thì cái câu hỏi thứ hai là cái bệnh nhân này có là đáp ứng với hóa xạ hay không, thì tức là cái câu này nó sẽ dựa trên cái kích thước của cái khối u, cái thể tích của cái khối u. Différents cut-off ont été proposés, mais vous voyez que ce cut-off proposé, le plus souvent, on considère 70% comme un bon cut-off. Et vous voyez que la survie à long terme pour ces patients qui ont eu une diminution en taille de la tumeur supérieure à 70%, ces gens-là vivent longtemps, alors que ceux qui ont une réponse inférieure à 70% meurent plus vite. Cái giá trị là 70%, tức là nếu mà giảm cái thể tích của khối u trên 70% thì là cái tiên lượng tốt, là đáp ứng vì những người này nó sống lâu hơn, còn những người mà cái khối u nó nhỏ hơn, bớt tới chưa tới dưới 70% thì sẽ sống cái thời gian ít hơn. Donc comment on fait? On doit faire, malheureusement il n'y a pas de logiciel dédié, vous devez faire du conturage semi-automatique. Để đo cái thể tích thì có thể là mình sẽ bẻ như thế này để mình đo cái thể tích. C'est assez fastidieux avant et après. Donc là cette tumeur faisait 14 cm³ et là elle fait plus que 3 cm³, donc c'est un bon répondeur puisqu'elle a chuté de plus de 70%. Sau khi mình bẻ dày thì cái phần mềm sẽ đo cho mình thể tích. Ví dụ như trường hợp này trước khi hóa xạ thì cái thể tích của u là 14 cm³, còn sau khi hóa xạ thì nó chỉ còn 3 cm³. En pratique clinique, je ne fais jamais ce contourage, c'est trop long. Avec l'habitude, on voit très bien lorsque vous avez une grosse masse qui fait ça, puis qui devient ça, il y a une réponse de plus de 70%. Visuellement, vous le voyez. Après, c'est quand c'est limite qu'on contourne, quand on n'est pas sûr. Mais le plus souvent, c'est facile. Soit ça paraît fondu, soit ça a vraiment fondu. Il n'y a pas besoin de faire ces mesures. Ça va bien. Trên thực tế đó thì ông nói rằng là tôi không có thời giờ mà tôi ngồi tôi vẽ cái tiền như thế này đâu. Thì trên thực tế là ví dụ như trước khi làm nó thấy một cái cục quá trời bự luôn, rồi giờ sau khi hóa xạ xong cái cục nó nhỏ lại, thì tôi nói nó là trên 70%. Chứ còn nếu mà nó chỉ mới mình nhìn bằng mắt thường thôi, nó nhỏ hơn có chút xíu mà không có thay đổi bao nhiêu, thì mình nói là nó không có đáp ứng. Mais ça va loin. On a fait quand même une petite étude avec une interne. Elle a fait 150 volumétries. Et en fait, elle devait jouer avant de faire la volumétrie pour savoir si elle y arrivait.
Et elle s'est trompée que 3 fois sur 150. C'est pas mal. Elle s'est juste trompée visuellement, sans faire la mesure, 3 fois sur 150 fois, sur 150 patients. En fait, on a repris 150 dossiers, elle a fait la volumétrie avant-après. Elle devait juste visuellement dire est-ce que tu penses que ça diminuait de plus de 70% du temps qu'elle le faisait. Et après, elle mesurait pour vérifier si elle avait raison ou pas. Elle s'est trompée juste 3 fois sur 150. Ça va. Si en médecine, on se trompait 3 fois sur 150. Donc finalement, c'est... L'étude visuelle est suffisante. Thì thật ra thì ông nói rằng là ông có cho một bác sĩ nội trú làm cái đề tài này. Đầu tiên hết đó là cũng đưa cái hình trước làm, cái hình sau làm. À, trước hóa trị, trước sau xạ trị. Thì là ví dụ như hỏi rằng là cái ca thứ nhất này nè, mình nhìn bằng mắt thường, mình nghĩ là nó có hơn 70% hay không? Giảm hơn 70% hay không? Rồi cũng cái người bệnh đó thì ngồi vẽ rồi để ra cái con số thực sự. Thì cái nghiên cứu này là trên 150 bệnh nhân đó, thì kết quả là thấy là mình đánh giá bằng mắt thường không á cũng đủ. Donc après la dernière question qui excite tous les médecins qui s'intéressent au cancer du rectum, c'est est-ce qu'on peut prédire une réponse complète? Pourquoi? Car maintenant, dans les séries, entre 25 à 30% des patients qui ont bénéficié d'une radiochimiothérapie n'ont plus de tumeur viable lorsqu'on fait la chirurgie. Cái câu hỏi mà tất cả các cái bác sĩ đều quan tâm hết khi mà mình có một cái khối u trực tràng như thế này, tức là cái đáp ứng là nó có hoàn toàn hay không, nghĩa là có đáp ứng hoàn toàn hay không, thì người ta thấy rằng là đa số bệnh nhân là đều có đáp ứng, cái khối u nó có nhỏ lại hết. Donc des fois c'est facile de leur dire, lorsque vous avez cette tumeur qui est là, après radiochimiothérapie, lorsqu'il ne reste qu'une à deux milles de signal sous-muqueuse, en franc hyposignal T2, ça c'est très en faveur d'une rémission complète. Ví dụ như bên đây, trước một cái ca này, ha, đây là trước hóa xạ, rồi sau hóa xạ thì mình thấy gì còn lại một chút tăng tín hiệu ở đây, đó thì cái này là coi như đó, cái đây còn một chút tăng tín hiệu ở phía dưới này thì cái này cũng coi như là có đáp ứng. D'autres fois c'est encore plus simple, on voit rien, vous aviez une masse et là vous voyez plus rien, il y avait un ganglion, vous voyez en regard, on voit plus rien. Đây là trước điều trị thì cái khối u lớn cộng thêm cái hạch, sau điều trị thì gần như không thấy gì nữa hết và cái cục hạch cũng thấy. Dans ces cas-là on est assez confiant, le problème c'est quand il reste une masse résiduelle. Thì những cái trường hợp đó thì là coi như là cái tin cậy cao, nhưng mà cái vấn đề là ví dụ như ở đây những trường hợp này trước và sau thì nó vẫn còn lại cái khối u. Juste pour vous montrer cette volumineuse tumeur, radiochimiothérapie, plus rien. Et là encore, c'est une rémission complète. Thì ví dụ như ở đây, trước hóa xạ, một cái cục rất là lớn, còn sau hóa xạ, gần như không có thấy gì nữa, coi như cái này là hết bệnh. 3 fois sur 10, après radiochimiothérapie, le chirurgien enlève, il n'y a plus rien là là-bas. 10 ca thì có 3 ca sau khi mà phẫu thuật xong á thì ở trên anapath không có thấy gì nữa. Ce qui est plus difficile c'est quand donc il y a une masse résiduelle, comme je vous ai dit. Có những cái trường hợp, nhưng mà tuy nhiên có những cái trường hợp mà mình thấy là sau khi hóa xạ xong thì vẫn còn tương tổn u. Et là, c'est impossible pour nous actuellement de différencier ce là c'était un T3 versus là c'est une rémission complète. Đó, thì trong cái trường hợp này thì đối với tôi thì rất là khó nói là ở đây là cái T3, còn ở đây là có hồi phục hoàn toàn hay không. Là on peut dire que c'est une excellente réponse, vous avez vu c'est devenu très intense en pondération T2, MRT-RG2, mais voilà, on ne met pas encore au stade où on peut voir quelques cellules tumorales résiduelles, on n'a pas cette résolution. Trên cái hình này thì mình chỉ kết luận đó là cái độ 2 thôi, thì mình không có thể nào xác định ở trong đây là còn tế bào ung thư hay không.
En pratique, comment on fait? Lorsque vous êtes, je vous ai déjà montré ce dossier, vous avez une grosse masse tumorale. Là, il reste plus qu'une masse résiduelle. Si celle-ci est en franc écho-signal T2 et qu'elle n'a pas d'anomie de signal à B1000, on peut évoquer sa stérilisation. Thì trên thực tế làm sao ví dụ như thấy cái này thì một cái khối u rất là lớn, còn sau khi hóa xạ xong thì chỉ còn có một cái dây như thế này, một cái dây này nó giảm tín hiệu ở trên hình T2 và trên hình diffusion mình cũng thấy nữa, thì mình có thể gợi ý rằng là cái hình này là nó không còn tế bào ung thư. On aura raison 7 fois sur 10. Thì mình thấy những cái hình như vậy và mình nói rằng là nó vậy đó thì 10K thì mình nói đúng 7K. Malheureusement, c'est pas 100%. Đó thì nghĩa là rất tiếc mình với những cái tiêu chuẩn mà trên hình ảnh vậy thì mình không có thể đúng được 100%. Donc la diffusion est extrêmement importante pour le post-thérapeutique. En pré-thérapeutique, on pourrait se passer de la diffusion. Par contre, en post-thérapeutique, sur le plan instrumental, il faut absolument faire la diffusion. Như vậy thì cái hình mà diffusion á, trước mổ thì có thể các bạn làm. Nhưng mà cái hình diffusion á, sau khi hóa xạ là rất quan trọng, các bạn cần phải làm. Le piège de la diffusion, c'est les formes colloïdes. Đối với những cái dạng mà nó là đáp ứng colloïde. Ou là, en fait, ça peut rester en franc hypersignal. Thì các bạn thấy là khi mà làm cái diffusion đó thì nó vẫn còn tăng tín hiệu. Dans ces cas-là, la diffusion n'est pas des non consécutives. Thì trong cái trường hợp này, trên cái hình thường thì mình nói gọi là đáp ứng colloïde, đáp ứng dạng keo. Nhưng mà trong cái hình diffusion đó thì nó hồi nãy mình nói cái đáp ứng keo cũng được chấp nhận, nhưng mà trên cái hình diffusion này á, thì mình lại thấy nó vẫn còn màu trắng, vẫn còn vậy, thì thật ra là cái hình diffusion này nó không có góp phần vô trong cái chẩn đoán được. Ça sera aussi intéressant de réévaluer l'extension vasculaire. Vous voyez l'extension dans un vaisseau avant et après la chimiothérapie avec ici la perte de l'hypersignal et la diminution de taille du calibre du vaisseau. Celui-ci est devenu iso-intense au muscle alors qu'avant il était hyper-intense au muscle. Trong cái trường hợp này là một cái ca mà nó có xâm lấn vào trong cái mạch máu, ta thấy ha, còn xâm lấn vào trong mạch máu và sau khi hóa xạ xong thì cái đến hình diffusion nó không có tăng tín hiệu nữa, còn trên bề mặt hình thể thì cái này á, cái kích thước của cái mạch máu nó nhỏ lại, thứ hai là cái u á, nó trở về cái tín hiệu là bằng với cái mô cơ chứ nó không có cao hơn mô cơ như ở bên đây. Alors, c'est très joli, mais malheureusement, ce cas, c'est un faux négatif. Sur la pièce opératoire, il restait de la tumeur. Về mặt hình ảnh á, thì mình thấy rất là đẹp và mình cũng kết luận rằng là giống như là nó có đáp ứng. Tuy nhiên, đây là một cái gọi là dương giả, một cái dấu hiệu mà mình đánh giá vậy. Trên cái trường hợp này, khi mà làm cái giải phẫu bệnh á, thì vẫn còn tế bào ung thư. Enfin, pour le ganglion, là vous avez deux ganglions résiduels. Après radiochimiothérapie, les experts ont décidé de prendre comme critère, ça c'est important, 5 mm de petit axe. Về cái hạt mà đánh giá sau cái hóa xạ thì cái tiêu chuẩn nhất người ta dùng lúc đó là cái hạt đó phải tính cái đường kính nhỏ đó là trên 5 mm đó thì là không được. Plus 5 mm. C'est malin, moins de 5. Trên 5 mm thì nghĩ tới hạt ác tính, còn dưới 5 mm thì có thể kể là lành tính. Bon. Plus 5 mm c'est suspect, moins de 5 mm on sait pas. Trên 5 mm thì là cái hạt nghi ngờ ác tính, còn dưới 5 mm thì không trả lời được nó là gì. La preuve, là ça fait moins de 5 mm et deux, même aspect, même morphologie, et il y en a un qui est positif, l'autre là c'est négatif. Cái hình này là sau khi mà hóa xạ xong thì chụp cái hình lại thì thấy cái hạt này dưới 5 mm, hạt này trên 5 mm mà cái tín hiệu bên trong này nó không có đồng nhất. Và cuối cùng á, thì cái giải phẫu bệnh á, thì cái hạt nhỏ này á, nó lại là dương tính, còn cái hạt lớn là lại không có dương tính. Donc faut bien retenir ça. Si la révélation ganglionnaire après radiochimiothérapie est plus simple. Car il y a moins de ganglions. Il y a moins de ganglions. Quand ça
fait plus de 5, on est assez spécifique. On considère que c'est suspect. Moins de 5 mm, on ne sait pas. Như vậy thì tóm lại thì cũng chỉ nói là bây giờ sau khi mà hóa xạ xong cái vi lăng còn lại là cái số hạch nó có giảm hay không. Thứ hai nữa là các cái hạch mà vẫn còn á, thì nếu mà hạch nào mà trên 5 mm thì vẫn nghi ngờ là ác tính, còn các cái hạch mà dưới 5 mm thì không biết. En pratique, c'est pas important si on fait la résection du mésorectum puisqu'on va les enlever de toute façon. Trên thực tế thì nó cũng không có phải là quá quan trọng, tại vì khi người ta lấy, nếu mà cái hạch đó nó nằm ở trong cái mặt treo thì khi mình lấy toàn bộ mặt treo thì mình cũng sẽ lấy đi luôn với cái hạch đó. Cette question va devenir cruciale si on veut faire une désescalade thérapeutique. Cái câu hỏi mà quan trọng hơn á, không phải là mấy cái vụ đó, mà cái vấn đề là như vậy thì ví dụ như ban đầu mình thấy cái thương tổn nó lớn, bây giờ sau khi mình hóa xạ xong mình cái mức điều trị có xuống thang hay không? Toutes les escalades thérapeutiques existent, soit le wait and see, on surveille. Như vậy thì khi mà nó giảm như vậy thì mình có hai cái phương án, một là đợi chờ coi theo dõi coi nó ra làm sao. Soit des résections transanales, c'est-à-dire qu'on va par voie endoscopique enlever juste la tumeur et laisser le mésorectum. Mais comme on laisse le mésorectum, on va laisser les ganglions. Donc là, l'enjeu du staging ganglionnaire sera très important pour ces patients pour lesquels on va faire une résection transanale. Cái phương án thứ hai nữa đó là người ta sẽ gọi là mổ mà qua ngã hậu môn, tức là qua cái đường mà nội soi của hậu môn đó, thì người ta chỉ lấy cái khối u thôi mà không có đụng chạm gì đến cái mặt treo trực tràng. Mà như vậy thì các bạn thấy rằng là nếu mà cái hạch nó nằm ở trong cái mặt treo trực tràng như vậy thì mình đã để lại cái hạch rồi đó, thành ra là cái vấn đề đặt ra là người ta muốn biết là cái hạch ở trong cái mặt treo trực tràng còn lại đó có để lại có được hay không. Et donc actuellement, il y a plein de dessins en cours et voilà, c'est très tendance. Alors, hiện giờ người ta vẫn còn đang nghiên cứu để coi phải giải quyết mấy cái hạch đó như thế nào. Et vous voyez que les experts en 2012 faisaient dans 70% des cas des réévaluations et maintenant en 2016, ils en faisaient 86%. On a vraiment maintenant, il y a encore 5-6 ans, on ne faisait pas toujours de réévaluation. Maintenant, ils ont compris que c'était très important. Et là, actuellement, on est en train de publier une petite étude et vraiment, lors de la réévaluation, le critère majeur pour le chirurgien, c'est vraiment cette mesure de la marge latérale qui est très importante. Nói tóm lại là cái việc mà đánh giá này là hồi năm 2012 thì người ta có đánh giá thì cái tỷ lệ nó đáp ứng nó không có nhiều, nhưng mà qua 2016 thì những cái tiêu chuẩn người ta đánh giá lại thì nó có thay đổi, thì bây giờ người ta vẫn tiếp tục đưa ra tiêu chuẩn. Voilà, pour faire les comptes rendus des traitements d'adjuvants, je réponds aux mêmes questions que pour le bilan initial, et je rajoute ces questions. Để đánh giá mà sau cái tân hóa trị thì tôi cũng dùng lại cái tờ đọc kết quả mà như hồi trước những cái tiêu chuẩn đó và thêm vô những cái này. Donc je précise s'il y a ou non une modification du signal en pondération T2 de la tumeur. Tôi sẽ xem thử coi là cái tín hiệu trên cái hình T2 nó như thế nào. Donc soit une évolution colloïde avec apparition d'un franc hypersignal T2. Hoặc nó là cái đáp ứng keo thì lúc đó là trên cái hình tín hiệu nó được biệt là trắng. Soit une évolution en franc hyposignal avec la classification MRTG. Còn nếu như mà nó cái tín hiệu nó thiệt là đen thì mình nói là cái đáp ứng sơ theo cái phân loại của cái MRTG. En cas de masse résiduelle, je précise s'il y a IRS en hypersignal en diffusion en faveur de son caractère stérilisé ou non. Đối với cái khối u mà nếu mà cái phần u mà còn lại cũng khá nhiều thì tôi xem cái tín hiệu của nó trên hình diffusion, xem thử coi là cái đối với mà cái hình mà ở B mà cao á thì cái đáp ứng nó như thế nào. Et je fais une quantification du volume tumoral, je dis s'il y a une réponse de plus ou moins de 70%. Tiếp theo nữa là cái ước lượng cái thể tích của khối u, xem cho coi nó có đáp ứng cái u nó nhỏ lại hơn 70% hay không. Nếu nhỏ hơn 70% thì nó là cái người đáp ứng tốt. Merci de votre accueil. Xin cảm ơn. Xin chào.